chị Lan, chị Lan đâu rồi? Xuống tôi dặn dò mấy việc đây. Lan vội vã chạy xuống cầu thang, miệng thưa với mẹ chồng: con đây ạ. Bà Tuyến mặt lạnh như tiền, không tỏ một chút thái độ nào ra với con dâu mà chỉ nói: chị vào phòng đi. Lan đứng trước mặt mẹ chồng cúi đầu khép nép: dạ, giờ mình dọn ở đâu trước ạ? Việc ấy thì để sau, chị ngồi xuống nghe tôi dặn dò, để biết mà sống ở cái nhà này đã. Chị phải luôn ghi lòng tạc dạ cho tôi, chứ tôi không muốn nói nhiều đâu. Vâng, có gì mẹ cứ dạy, con xin nghe ạ. Ở đây, cách sống chẳng phải như quê nhà chị, thế nên chị phải theo lối sống trên này. Tôi không yêu cầu gì nhiều cả, nhưng làm vợ làm dâu là chị phải biết chăm sóc cho chồng, phục tùng bố mẹ chồng, cấm hỗn hào cãi láo. Tôi bảo sao thì nghe vậy là được. Hàng ngày chị dậy từ 5 giờ sáng để đi chợ mua đồ cho nó tươi, rồi sau đó về nấu ăn sáng và dọn dẹp, để đến 7 giờ mọi thứ xong xuôi tươm tất cho cả nhà dậy ăn sáng là được rồi. Chị ở nhà lo quán xuyến nhà cửa, dọn dẹp lau chùi sàn nhà đồ đạc và làm mọi việc cho tôi. Mấy hôm đầu sẽ có cô Nga giúp việc hướng dẫn chị và chỉ bảo mọi nét ăn uống sinh hoạt của từng người. Làm hết tuần này, cô ấy sẽ về quê, chị tự đảm đương lấy. Việc nhà chỉ có vậy thôi. Tôi muốn chị đảm đang lo toan cho nhà cửa nó sạch sẽ. Mỗi khi tôi về, tất cả đều phải sáng bóng gọn gàng. Muốn về nhà ngoại thì phải xin phép và được sự đồng ý của gia đình tôi. Quan trọng nhất là chị phải mau chóng có thai, năm sau sinh được con trai, vào cuối xuân thì gia đình này mới thuận lợi mọi bề. Khi ấy chị sẽ được thưởng thôi. Biết vậy đã, giờ đi dọn dẹp nhà đi. Lan lại cúi đầu: dạ vâng ạ. Cả chiều Lan cùng cô giúp việc lau dọn mọi ngóc ngách trong nhà, rồi chuẩn bị bữa tối. Cô Nga hay đưa ánh mắt dò xét Lan, nhưng chỉ liếc trộm mà không hé lời nào. Cho tới khi ăn tối xong, cô mới nói nhỏ: cháu lên phòng đi, để cô rửa bát. Nhanh lên phòng chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi, đóng cánh cửa vào. Tiếng cạch phát ra cũng làm Lan tự giật mình, lòng cô hồi hộp đến nỗi run run. Thế còn Quân thì bình thản nói một câu: sắp đến giờ rồi đấy. Mẹ nói đêm tân hôn động phòng thì phải đúng giờ đẹp, như vậy mới hạnh phúc và vợ chồng hòa thuận được. Em mau vào trong tắm đi. Cô lại như con robot bước vào nhà tắm. Bên ngoài tiếng Quân sốt ruột gõ cửa: em làm gì mà lâu thế? Lúc này Lan mới vội tắt nước mà bước ra: em lên giường nằm đi. Lan run run chân như vắt vào nhau. Chuẩn bị bước lên giường thì khựng lại vì chiếc khăn trắng rộng tầm 1 mét được trải giữa trung tâm chiếc ga màu đỏ in chữ hỉ. Quân theo sau vợ nên giải thích: em không phải bận tâm, anh tin em mà. Đấy là mẹ làm thế cũng là để bà an lòng thôi. Em không làm gì sai thì sao phải sợ. Lan không vui nhưng cũng không cãi. Cô biết mình còn trong trắng nên không ngại điều này, chỉ là không muốn mẹ chồng có cái nhìn gờ vực về mình mà thôi. Lần đầu tiên gần gũi chồng khiến Lan lo lắng sợ hãi. Sức to lớn của người đàn ông và sự hồi hộp khi làm chuyện vợ chồng lần đầu của Lan cũng khiến cô như không thở nổi. Chỉ khi Quân đã đứng lên mặc quần áo thì Lan mới bình tĩnh lại, ngồi dậy vơ chiếc chăn mỏng, ngại ngùng nhìn chồng mà quấn mình lại. Quân sau đó bật luôn công tắc điện, ánh sáng bừng lên cả căn phòng khiến Lan hơi xấu hổ. Nhưng anh ta chẳng hề quan tâm, cứ nhìn vào chiếc khăn trắng đã chấm vài vết máu đỏ, vui sướng lên tiếng: phải thế chứ, con gái bây giờ hư hỏng nhiều, em đức hạnh đoan chính là tốt rồi. Cất khăn lên kia rồi mai đưa cho mẹ xem. Sau khi đã mãn nguyện, Quân Lan ra ngủ ngon, không bận tâm cô vợ trẻ đang suy tư suy nghĩ. Dù mẹ đã dặn dò khi cưới về người ta sẽ khác, không còn như lúc tán tỉnh con, vậy nhưng sự khác biệt của Quân khiến Lan sốc thực sự, dù đã chuẩn bị tinh thần. Hôm sau bà Tuyến hài lòng khi thấy được thứ mình mong muốn. Bà ta còn dặn dò con dâu: bước đầu thế là tốt, nhưng sau này chị cũng phải biết điều, ngoan ngoãn. Nên nhớ tôi đã không tiếc chị thứ gì thì chị phải sống sao cho xứng với nhà tôi. Vâng ạ. Tối hôm ấy, Quân mặc chiếc áo sơ mi trắng xịt nước hoa thơm phức. Lan thắc mắc liền hỏi: anh đi đâu ạ? Quân mặt nghiêm lại mà đáp: em không cần phải bận tâm, cứ ngủ trước đi.
anh không thích ai quản anh đâu, bất kể là ai đi chăng nữa. Lan không dám nói gì thêm. Chồng đi rồi, cô lại ôm gối vẩn vơ nhìn lên trần nhà. Căn phòng rộng rãi lại như muốn nuốt chửng cô, khiến Lan cảm giác thêm cô quạnh. Trằn trọc mãi không ngủ được, Lan đi xuống tầng, ra sân đứng hóng chút khí trời mùa này. Trời cao đến lạ, ban đêm mà thấy cả mây xanh. Vậy nhưng cô lại nhớ quê hương. Trăng thanh gió mát thế này, mẹ và các em cô chắc đang ra sân ngồi hóng mát. Hai đứa em nhỏ lại chí chóe đòi mẹ cái này cái kia, đến nỗi phải quát chúng mới thôi làm nũng. Bất chợt đằng sau có tiếng gọi, cháu chưa ngủ hả? Cô Nga trong bộ đồ ngủ tiến lại, Lan hỏi thăm. Cô cũng chưa ngủ ạ, cháu còn lạ nhà không ngủ được nên xuống đây. Mới hai hôm mà cậu Quân đã bỏ vợ đi đêm rồi à? Rõ chán nhỉ, cứ tưởng cậu sẽ thương vợ, vậy mà lại vẫn... Là sao hả cô? Cô kể cho cháu nghe với. Anh Quân làm sao ạ? Cô thương mày quá, cùng cảnh quê với nhau, biết cháu về đây sẽ khổ. Dù phận tôi đòi biết là vậy, nhưng chuyện của chủ thì phải kệ. Này cô nói cho cháu biết, vì đằng nào cô cũng bị cho nghỉ rồi. Ông bà có con dâu quê cũng coi như là ô xin mà thôi. Cháu cũng chẳng có quyền hành gì đâu, cũng chỉ là người làm không công và để duy trì nòi giống mà thôi. Cầu cho mày đẻ được con trai còn đỡ, chứ là gái thì cũng chẳng hơn kiếp cô là bao đâu. Lan gật đầu, cháu cũng cảm nhận được như vậy. Bản thân cháu nghĩ mình phải cam chịu như là số phận vậy, chỉ mong cuộc sống trôi qua, đừng có gì quá tệ nữa. Cô Nga lắc đầu, cô e là khó đấy. Cậu Quân là kẻ chơi bời khét tiếng, tưởng là chưa từng có vợ trước khi lấy cháu thật. Nhưng mà gái gú qua tay cậu thì khác nào cho muối bỏ bể. Ăn nằm với vài cô bị bắt vạ là bình thường, cứ quăng cho sấp tiền bắt phá rồi đuổi đi thôi. Có lần bà Tuyến cũng định nhờ một cô đẻ thì bắt cháu về nuôi, nhưng cô ta siêu âm là gái nên lại bắt cô ta đi phá thai. Cậu Quân không những gái gú mà còn chơi bời nhiều thứ khác, nên gái nhà đàng hoàng chẳng ai người ta lấy đâu. Vừa rồi bà Tuyến làm ăn bị thua lỗ, đi xem thầy phán là bị vong mấy đứa bé về phá. Phải có vợ chính thức của cậu Quân thì nó mới đỡ phá. Vì danh phận của vợ cậu Quân mới là chính thất, nếu đẻ được con trai thì nhà mới vượng được. Một người chồng như vậy liệu cháu còn mong chờ cái gì? Cô khuyên thật nhé, cháu phải tìm cách bòn rút thế nào đó mà lo cho mình, chứ sau này có thế nào ra đi trắng tay là khổ mình thôi. Lan thẫn thờ đáp lại, cháu cảm ơn cô ạ. Lan thức cả đêm, phần vì không ngủ được, phần vì chờ chồng. Đến gần sáng Quân mới về nhà. Trong người anh ta phả ra đầy mùi rượu. Trên cổ anh ta có vết xước đỏ hơi thâm lại, không to không nhỏ, không nông không sâu, vừa vặn để những ai tinh ý nhìn qua là biết anh ta vừa trải qua những giây phút hoan lạc mạnh bạo, đầy hứng thú. Anh đi chơi về muộn vậy? Quân mắt đã nhắm tịt, miệng lẩm nhẩm đáp. Đã bảo mặc tôi, cô cứ đi ngủ cơ mà. Chờ gì mà chờ, hỏi gì mà hỏi. Tôi ghét nhất là cái thói mồm miệng lèm bèm của đàn bà. Rồi để mặc tiếng vợ thở dài, Quân chìm vào giấc ngủ. Bình minh đã lên, Lan thiếp đi một lát lại đến giờ dậy chuẩn bị bữa sáng. Khuôn mặt thở thẫn thiếu tỉnh táo và tinh thần lơ lửng của Lan là mẹ chồng khó chịu. Bà Tuyến chấn chỉnh ngay. Nhà tôi làm gì chị? Mà mặt chị nặng như chì thế hả? Người ta trông vào lại nói gia đình này bạc đãi con dâu. Ông Trường chẳng muốn bữa ăn trong không khí không vui nên nói con dâu. Chị đi gọi thằng Quân xuống ăn cơm đi. Sao giờ này con chưa xuống? Chả được cái trò chống gì cả. Bảo theo mẹ học lấy cái nghề mà cũng không chịu. Lan buồn rầu đáp lại. Dạ anh Quân đi tới sáng mới vừa về, vừa ngủ. Con sợ giờ dậy không có nổi ạ. Bà Tuyến tức giận. Con với chả cái, vẫn cái thói lông bông ăn chơi tối ngày. Rồi bà ta quay mũi nhọn vào con dâu. Chị là vợ thì phải biết bảo ban khuyên ngăn chồng chứ, không biết mở mồm khuyên can nó hay sao. Từ nay tìm cách giữ chân nó ở nhà cho tôi, để nó ra ngoài chơi bời thì chị dáng mà chịu. Chị Nga, chị chỉ dạy hết mọi thứ cho nó chưa? Thằng Quân dạy thì chị trưng yến cho nó cách. Lan chưa biết thì chị dạy nó luôn đi. Cô Nga đáp lại vô cảm. Vâng, tôi biết rồi. Đến tận trưa Quân mới dậy. Sau khi đã tắm rửa, anh ta xuống nhà sai vợ.
Nhà có gì ăn em dọn lên cho anh. Lan ngoan ngoãn đáp. Còn bún phần cho anh và cả Yến đã trưng sẵn ạ. Quân gật đầu. Bún là được rồi. Nhân lúc chồng ngồi ăn, Lan lại nói. Nãy mẹ mắng em vì anh đi chơi. Mẹ nói em phải biết khuyên bảo anh ở nhà. Quân nhăn mặt đáp. Ăn cũng không yên. Sao em không bảo với mẹ là anh tự đi? Em không dám cãi mẹ. Mà mẹ nói cũng đúng. Từ nay anh đừng đi chơi đêm có được không? Ở nhà với em đi. Em mới về đây cũng cảm thấy cô đơn lạc lõng lắm chứ. Mẹ kiếp. Ăn một mình cũng không ngon. Bày đặt cô đơn với chả lạc lõng. Được ăn ngon mặc đẹp cô còn không hài lòng ư? Tôi đã bảo là ghét nhất cái loại đàn bà lắm lời, leo nheo cơ mà. Cô về đây, nhiệm vụ chỉ là chăm sóc bố mẹ tôi, phục vụ tôi và đẻ con thôi. Cô nhớ chưa? Nên đừng có lắm chuyện. Tới lúc tôi điền lên thì đừng có trách tôi ác. Cuộc sống cứ thế diễn ra. Cô Nga cũng phải đến lúc rời đi. Trước khi về quê cô dặn dò, phải biết lo cho mình nhé. Nhất định phải tìm được cho bản thân một đường lui. Cô thấy mày sống ở đây không có ổn đâu. Không thể phản kháng nhưng cũng chẳng ngu gì mà chịu đựng mãi. Hiểu ý của cô nói chứ. Dù mẹ mắng điếc hết cả tai rồi, Quân vẫn đi thâu đêm suốt sáng. Và mỗi lần con trai đi chơi bời thì bà Tuyến lại trút hết lên đầu của Lan. Nhẹ thì mắng. Mỗi việc giữ chồng ở nhà mà cũng không được. Mất công rước chị về chăm lo cho con trai tôi tốt lên. Nhưng chị đã làm được gì? Con chó cho nó cục xương, nó còn biết trông nhà. Chị đầu óc mu muội, không biết đường suy nghĩ níu chân chồng hay sao. Buổi đêm mới thực sự là tồi tệ với Lan. Mỗi khi gần sáng mà Quân trở về, anh thường cởi quần áo lao lên giường mà hành sự luôn với vợ. Anh ta không cần biết cảm xúc của vợ ra sao, mà chỉ là thỏa mãn bản thân mình. Đặc biệt sinh lý của anh ta rất tốt, có khi đến nỗi Lan không chịu nổi mà van xin. Em đau quá, anh dừng lại được không? Quân lúc ấy mắng vợ, mất hết cả hứng, thứ con gái quê mùa. Có lần anh ta nồng nặc mùi rượu, đưa môi lên hôn tới tấp, khiến Lan phát buồn nôn mà tránh mặt ra hướng khác. Điều này làm Quân khó chịu, vùng dậy thẳng chân đá vào bụng vợ rồi chửi bới. Mày như khúc gỗ mục vậy, hỏi sao mà tao không chán? Lan cũng thắc mắc, tại sao sinh lý của Quân có phần quá khích và không bình thường đến vậy? Cho đến một hôm gần sáng, Lan muốn đi vệ sinh. Khi mở cửa nhà tắm ra, Lan sững sờ. Hình ảnh trước mắt cô là Quân đang tự tay dùng xi lanh tiêm vào bắp tay của mình. Lan như chết lặng. Còn Quân sau khi đã qua cơn thì cũng mở mắt và nhìn thấy vợ. Biết Lan đã chứng kiến tất cả, anh ta chỉ tay về phía cô dọa dẫm. Tôi cấm cô hé răng nửa lời. Còn Lan bên tai vẫn nghe tiếng chồng quát. Nín ngay, nhà có ai chết mà khóc? Cô gái ấy không dám than vãn nửa lời. Nếu so sánh Lan với một nhân vật trong văn học lúc đó thì tôi xin phép được ví chị như nàng mị. Mấy lần bà Phượng có gọi điện hỏi thăm, nhưng Lan không hé răng. Cô chỉ có thể trả lời: mẹ con vẫn ổn mẹ ạ. Cuộc sống tốt trên này cái gì cũng hiện đại đẹp đẽ, thích lắm mẹ ạ. Bà Phượng lại hỏi: thế bao giờ con về nhà chơi? Lan cố nén xúc động trả lời: chồng con bận công việc quá mẹ ạ. Bố mẹ chồng con cũng đi làm tối ngày, nên để từ từ con thu xếp thời gian rồi sẽ về. Con cũng nhớ mẹ và các em nhiều lắm. Bà Phượng nhớ con gái, nước mắt trực trào, tiếng nói như nghẹn lại. Ừ, vậy con cố gắng chu toàn việc nhà chồng. Phải biết nghe lời bà thông gia, biết chưa? Cái gì không biết thì hỏi mẹ chồng, đừng có làm trái ý kẻo bà giận. Mẹ con sứt mẻ tình cảm, thành chuyện mẹ chồng con dâu thì không hay. Lan dường như không biết mẹ đang khóc, nên cố làm vui vẻ tự nhiên mà đáp: vâng con biết rồi, mẹ yên tâm ạ. Rồi Lan cúp máy. Bà Phượng khóc nức nở. Bà lo cho Lan, bà sợ con mình ở gia đình nhà người ta, nhà cao cửa rộng như thế dễ bị hắt hồi. Này Lan nói thế, bà cũng gọi là cố gắng tạm yên lòng để trấn an bản thân. Sở dĩ bà Phượng sau khi con gái lấy chồng đã vội mua điện thoại để liên lạc, nhưng cũng ít gọi cho Lan. Hôm nay thì khác, trong lòng bà cứ bất an. Từ sáng khi bà gặp Tuyến, bà ta không còn cố tỏ ra thân thiện vồ vập như trước nữa. Thấy bà Phượng ở chợ lên tiếng chào mình thì bà Tuyến chỉ gật đầu ừ lấy lệ. Khi bà Phượng hỏi cháu nhà tôi bên đấy sống thế nào, bà có hay sang bên ấy không ạ? Bà Tuyến đáp lại dửng dưng như kẻ phủi tay:
tôi đi buồn bận lắm, thời gian đâu mà mấy khi qua đó, nên tôi cũng chẳng rõ đâu. Bà Phượng bần thần, tôi cứ lo cháu nó còn trẻ người non dạ. Bà Tuyến đáp lại như tránh né, ủi dào bà cứ khéo lo, làm dâu nhà người ta thì mặc nó chứ, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, bà quan tâm nhiều làm gì. Nói xong bà ta đi luôn. Bà Phượng lại đâm lo trước thái độ quay quắt của họ hàng thông gia, nên về nhà mới gọi cho con gái trên thành phố. Bà Tuyến hài lòng trước những lời nói của con dâu với mẹ đẻ nó. Chỉ ít thì Lan cũng hiểu và biết phải ứng xử thế nào, bởi vì trước giờ bà ta chẳng quý mến gì đứa con dâu quê mùa này. Nhưng thực ra cũng không có ý ghét bỏ hẳn, chỉ là bà ta lăn tăn mãi mà chẳng thấy nó báo bầu bí gì. Tối đến, bà Tuyến đưa ánh mắt khó chịu hỏi Lan, chị về làm dâu nhà tôi mấy tháng rồi mà sao không thấy có dấu hiệu gì là mang thai vậy? Liệu chị có vấn đề gì không đấy? Lan đỏ mặt, dạ con thấy mình không có vấn đề gì cả, con cũng không biết sao lại chưa có nữa ạ. Bà Tuyến khủng lên, ý chị nó là do thằng con trai tôi ư? Lan sợ hãi đáp, dạ không ạ, ý con là chắc chưa có thường xuyên thôi ạ, chứ con cũng mong mình có bầu mà mẹ. Ông Trường lần đầu bênh con dâu, mới có vài tháng, bà lo cái gì? Quân cũng khó chịu lên tiếng, đúng đấy mẹ, gì thì cũng phải từ từ chứ, mẹ cứ giục con thấy mệt thêm. Bà Tuyến ngồi xuống ghế hậm hực ra chỉ thị, đấy, liệu vợ chồng mà bảo nhau, lỡ mất thời điểm vàng rồi đấy, nhưng chốt thì cũng phải là trong năm sau, càng sớm càng tốt, giờ mà bầu thì lúc sinh cũng là mùa thu năm tới rồi. Lan cúi đầu, Quân đáp lại khó chịu, ờ rồi, con biết rồi. Ăn uống xong, hai vợ chồng lên phòng. Lan nói với Quân, nếu một thời gian nữa em chưa có thai thì mình đi khám nhé. Quân gầm lên, cô điên à, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng qua cô như quả cau điếc nên mới vậy thôi, tôi mà thả ra thì cả đống con. Lan chịu đựng đã lâu nên nhìn thẳng mặt chồng mà đáp lại, anh chơi bời gái gú thì rõ rồi, em cũng biết anh đã vứt bỏ bao nhiêu đứa trẻ, nhưng cái gì dùng nhiều mà trả hết, đến bút còn hết mực thì anh xem mình chơi bời thế liệu có sinh bệnh không, biết đâu chừng. Không nghe vợ nói hết câu, Luân đã giận dữ bóp cổ vợ, dí đầu cô vào tường mà quát, ai cho cô biết những điều đấy. Anh ta thả lỏng bàn tay ra đôi chút để suy nghĩ, rồi 5 giây sau lại bóp cổ Lan chặt hơn mà quát vào mặt cô, là con mụ Nga bép xép với cô có đúng không, vậy thì tôi nói cho cô biết, đúng là thế đấy. Nếu cô không biết điều và không sớm đẻ được cho tôi một mụn con thì tôi cũng ném cô ra khỏi nhà, tôi không thương tiếc cái loại bần hèn như cô đâu. Nếu muốn sung sướng thì phải ngoan ngoãn như cún, hiểu chưa hả? Nói xong Quân kéo Lan ra rồi đẩy cô xuống đất. Ánh mắt cô nhìn anh ta bốc lên ngọn lửa căm thù. Quân lại dọa nạt, tôi cấm cô nói với ai về chuyện của tôi, khôn hồn thì giữ mồm giữ miệng. Lan không đáp, cô lồm cồm bỏ dậy đi vào trong nhà tắm. Cô xả nước ở chế độ to nhất để tỉnh táo. Trong căn nhà này, rốt cuộc cô đang có danh phận gì? Đến bản thân cô còn mơ hồ. Một người vợ trên danh nghĩa, hay một con ở không lương, hay cô chỉ là một cái máy dọn dẹp, một thứ đồ chơi của chồng, hay một cái máy đẻ không hơn không kém. Mấy hôm sau, lấy hết can đảm, Lan lên tiếng xin mẹ chồng, ngày mai xin mẹ cho con về quê vài hôm ạ, hai ngày nữa là giỗ bố, tiện thể con muốn ở với mẹ với các em vài ngày ạ. Bà Tuyến khó chịu, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, thế cũng được, để tôi gọi người giúp việc theo giờ, chị đi 2-3 hôm rồi liệu mà về. Lan mừng quính, vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Bà Tuyến thái độ khinh khỉnh, bỏ 50.000 đồng ra bàn rồi lên giọng dặn dò, đấy, cho chị tiền này mà đi xe khách, chứ thằng Quân cũng chả muốn bước đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy ấy đâu, cô đừng có mà bắt nó đi. Lan biết vậy nhưng vẫn chạnh lòng đáp lại bằng giọng đượm buồn, vâng ạ. Lan cầm tiền lên rồi lên cầu thang, được mấy bước thì bị mẹ chồng gọi với lại, chị mang số vàng hôm cưới xuống đây tôi giữ cho, rồi hãy về nhà ngoại nhé. Lan đáp lại giọng vô hồn, con biết rồi ạ. Lên phòng, Lan mở tủ cầm hộp vàng mang xuống cho mẹ, thì Quân lại nói, cô để đấy, mai tôi sẽ đưa cho mẹ, bà hỏi thì cứ nói tôi giữ cho. Cảm thấy khó tin, Lan mở hộp ra xem, thì tất cả bên trong đã biến mất, chỉ còn lại chiếc hộp trống rỗng. Biết chỉ có thể là chồng làm,
nên Lan quay sang chất vấn. Quân, anh lấy đi chơi bời hút chích rồi có phải không? Quân không biện hộ mà nói thẳng. Phải đấy thì sao? Đây là của nhà tôi chứ không phải của cô. Cô cứ im cái mồm vào. Mai tôi sẽ mua mấy ký để vào cho mẹ. Việc của cô chỉ là ngậm miệng lại thôi. Lần này Lan quyết không khoan nhượng. Vì cô biết khi mọi chuyện bại lộ, người gánh hậu quả cũng lại là cô. Thế nên Lan đã nhanh chân ôm chiếc hộp chạy ra cửa phòng, bước xuống cầu thang và vừa đi vừa nói với chồng. Xin lỗi, tôi phải cho mẹ anh biết chuyện này. Nếu không tới lúc bà ấy biết, chắc chắn không để cho tôi yên. Quân lao theo giằng lấy cái hộp. Còn láo toét, mày dám cãi tao à? Rồi tiện thể, hắn ta giơ chân đạp vợ túi bụi. Khi Lan định bỏ dậy không chút thương tình, Quân đạp vợ thêm một cái khiến cho Lan lao đầu ngã xuống cầu thang. Sau cú đạp của chồng thì Lan lao đao rồi mất thăng bằng, cô ngã lăn mấy vòng. Trước khi ông Trường chạy lên định cản thì đã thấy con dâu nằm bất tỉnh với vết thương chảy máu, xước hết mặt mũi. Ông ta mới quát con trai. Thằng Vũ Phu kia, mày làm cái gì thế hả? Lỡ nó chết thì sao? Mày không muốn sống bình yên nữa rồi hả? Quân đứng trên thềm ngó xuống ban công rồi nói lời vô tình. Chết thế nào được, bố cứ mặc xác nó, tí nó tỉnh rồi lên phòng. Cái loại bố láo bố tuét, cứ phải đánh phủ đầu, không có sau này nó lại mất dạy hơn. Bà Tuyến lúc này mới ra lệnh. Mày còn không đưa nó đi bệnh viện đi, dù gì tao cũng không muốn nó chết ở đây. Quân thong thả bước xuống rồi bế Lan ra xe. Lúc này nhìn khuôn mặt Lan chẳng còn lành lặn, anh ta mới biết mình đã làm quá tay. Bà Tuyến cùng với con trai đưa Lan vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám sơ bộ và lấy máu xét nghiệm thì đã yêu cầu cho bệnh nhân nhập viện. Bà Tuyến chọn phòng dịch vụ tốt nhất, kín đáo nhất cho con dâu. Không phải bà ta xót xa cho cô con dâu khi lấy phải thằng chồng tệ hại như con trai mình, mà bà ta lo ngại ở phòng thường nằm ghép đông người sẽ ầm ĩ mọi chuyện, và lại tiền với bà ta cũng không phải vấn đề đáng lo ngại. Vừa xong xuôi, bác sĩ bước vào phòng và thông báo. Bệnh nhân Hoàng Thị Lan 18 tuổi, phường Hoàng Mai. Cô ấy có thai 5 tuần rồi nhé. Tính đến thời điểm hiện tại, cái thai cũng không bị gì nguy hiểm, nhưng cần phải nghỉ dưỡng. Khi nãy bệnh nhân bị tác động ngoại lực va chạm quá mạnh động thai, nên phải ở lại đây để theo dõi tình hình cả mẹ và thai nhi nhé. Bà Tuyến nhanh nhào. Ôi, cảm ơn bác sĩ ạ. Bà ta nhìn Lan với ánh mắt đỡ ghét hơn và lên tiếng. Có bầu rồi thì giữ gìn sức khỏe đi. Tạm thời tôi sẽ thuê ô xin, chị cứ nghỉ ngơi đi. Vì đứa cháu nội, bà ta mới mắng con trai của mình. Mày nữa, ác nó vừa thôi. Mày cháu tao phúc lớn mạng lớn mới không sao. Từ giờ mày cũng đừng có bạo lực như thế nữa. Quân không đáp gì, mà chỉ cúi mặt. Lần đầu anh ta tỏ ra hối lỗi. Nhưng chỉ 5 phút sau, Quân đã chán cái cảnh nhìn vợ nằm trên giường bệnh. Nên nói với mẹ, con về nhé. Mẹ xem cần gì thì cứ gọi con. Giờ cũng có sao nữa đâu. Lan hoàn toàn suy sụp và thất vọng về chồng mình, nên không quan tâm đến Quân nữa, mặc anh ta khi về. Quân vẫn ngó lại dặn vợ, tôi về đây, mai muốn ăn gì tôi sẽ mang vào. Lan không đáp. Quân cho rằng vợ chỉ dám giận dỗi qua quýt, nên cũng mặc kệ thái độ của vợ mà về. Khi Quân đi một lúc rồi, Lan mới nói với mẹ chồng, anh Quân đánh con vì con mang hộp vàng trống không xuống mách mẹ đấy. Khi con lên phòng định mang cả hộp vàng xuống cho mẹ giữ thì phát hiện đã không còn. Anh Quân muốn giấu nên cấm con xuống nhà thưa chuyện, mà con lại không chịu nên anh mới đánh con mà đạp xuống cầu thang. Bà Tuyến trợn mắt, sao thằng này đã chơi bời hư hỏng đến thế rồi ư? Đúng thật là nó lấy hết vàng rồi à? Ôi trời đất ơi, con cái gì mà như quỷ nợ thế này. Lan quả quyết, mẹ về kiểm tra xem. Anh ấy còn nói sẽ lấy vàng giả thay thế để đưa cho mẹ. Bà Tuyến suy nghĩ rồi đến luôn, không kêu gào nữa. Xong bà lại bảo với con dâu, mọi việc để tôi giải quyết. Chị chỉ cần lo nghỉ ngơi, để cái thai khỏe mạnh là được rồi. Còn thằng Quân thì tôi sẽ xử lý. Hôm sau Quân vào viện, anh ném hộp cơm lên bàn, rồi vùng vằng với vợ. Sao cô nhiều chuyện thế hả? Chuyện của tôi, cô đừng có bếp xếp lung tung. Này bà nói lắm đến mức tôi điếc tai ù óc cả buổi. Nếu lần sau cô còn như thế thì đừng có trách. Khi ấy con tôi cũng không cần cô nữa là mẹ nó nữa đâu. Biết kẻ khốn nạn như Quân và thế lực tiền bạc nhà anh ta hoàn toàn có thể đẩy mình ra đường mà cướp lấy đứa con vừa khi nó được sinh ra,
nên Lan sợ hãi nín nhịn. Vài ngày sau Lan được xuất viện về nhà, bà Tuyến cũng bớt thái độ với con dâu. Bà để Lan làm ít việc nhà hơn, bởi vì bà ta đã thuê ô xin theo giờ. Nhưng Quân thì vẫn đi chơi tối ngày như vậy. Sau này Lan cũng kệ mặc anh ta, không đoái hoài gì nữa. Bà Tuyến thấy vậy lại than phiền: chị không quan tâm nó nên nó mới chán mà đi suốt đấy. Chị làm vợ cái kiểu gì đấy hả? Lan cũng chẳng buồn cãi nữa. Bầu bí, Lan thèm ăn chua khiến bà Tuyến vui ra mặt. Với tâm niệm nam chua nữ cay nên bà ta hy vọng sẽ có đứa cháu đích tôn, và vị trí trong nhà của Lan cũng được coi trọng hơn. Ngày ấy dù bệnh viện tỉnh đã có máy siêu âm nhưng không hiện đại như bây giờ. Muốn biết trai hay gái thì phải chờ đến tháng thứ 5, khi đứa trẻ đã được tạo hình hoàn chỉnh, nên mọi người chủ yếu đoán giới tính thai nhi theo con mắt dân gian. Nhân lúc mẹ chồng vui vẻ, Lan lại xin về ngoại chơi. Lần này thì bà Tuyến cũng đồng ý luôn. Bà ta còn sai con trai của mình: mày lấy xe đưa nó về cho an toàn. Quân không dám cãi mẹ, cũng vì anh ta mong mình có mụn con. Rồi hơn nữa, những lần anh ta ăn chơi cũng toàn lấy tiền của mẹ, nên cũng phải nghe lời để lấy lòng bà. Vậy nhưng vừa đưa vợ đến cổng nhà và xách quà xuống xe cho nhà ngoại, anh ta đã cáo lui ngay: con đang dở việc không ở lại được, Lan cứ ở chơi đây, con sẽ về đón sau mẹ nhé. Quà bánh này bố mẹ con gửi biếu ạ. Bà Phượng buồn lòng nhưng cũng chỉ có thể đáp: thế con không ở lại chơi đã, con gà em Sơn đã mổ rồi, cơm nước cũng xong xuôi, cứ tội các em, chúng nó cứ mong anh chị về mãi. Quân lại nói: mẹ và các em thông cảm, để dịp khác, con đang bận quá. Nói rồi cậu ta quay xe đi luôn khi chưa thèm bước chân vào nhà vợ. Sơn chạy ra thấy anh rể đi khuất rồi mới than thở với chị gái: anh Quân sao vậy, thái độ thế là sao? Lan làm bộ bênh chồng: anh bận quá đấy, chứ hôm qua cũng háo hức lên đây lắm, quả bánh cho mấy đứa cũng là anh đưa chị đi chọn đấy. Để con gái không khó xử, bà Phượng lại mắng nhẹ con trai: người thành phố công việc không tự do như mình, con đừng có trách anh rể, thôi để dịp khác. Vào đến trong nhà, Lan chia quà cho mẹ và các em rồi mới ôm mẹ bịn dịn: con nhớ mẹ quá, lần trước chuẩn bị về cuối cùng lại không về được. Bà Phượng nhìn con gái khuôn mặt xanh xao, vết bầm còn chưa khỏi hẳn mà đã thành vết thâm từng mảng, bà nói: Lan à, sao mẹ thấy con bầu mà trên người lại có vết thương vậy? Ăn uống có được không mà trông vàng vọt thế kia? Lần trước con bảo về dỗ bố rồi mà lại không về. Bà thông gia nói con bị động thai, mẹ cũng lo lắm. Nhưng mà bà ấy nói là không sao, mẹ không phải lên. Người ta nói thế, chả nhẽ mẹ lại mặt dày lên đó, chứ trong lòng mẹ lo lắm. Lan đã chuẩn bị trước tình huống này nên cô nói dối: đêm nằm con không ngủ được mẹ ạ. Từ khi có bầu, con mệt mỏi không ăn uống được, bầu càng to càng khó chịu. Hôm ấy con chóng mặt, ra đi vệ sinh mà bị ngã. May mà anh Quân biết đưa con vào viện nên là em bé mới không sao. Bà Phượng ôm con vào lòng âu yếm nhìn con: bầu gọn như vậy chắc là con trai đấy. Con một mà sinh được đứa cháu đích tôn là yên tâm nhất. Không chỉ bà Phượng mà Lan cũng mong như thế, bởi vì chỉ có vậy thì cuộc sống sau này của cô mới dễ dàng. Ngày tháng cứ thế trôi, hết đợt sóng này tới đợt sóng khác ập đến. Khi Lan bầu gần 6 tháng, thân hình đã khá to oạch, bà Tuyến càng ngắm càng vui miệng: bây giờ sinh được thằng con trai thì đúng là chị phúc đức lắm đấy. Lan chỉ biết mỉm cười: cũng mong là vậy lắm mẹ, nhưng trời cho sao thì mình nhận vậy ạ. Bà Tuyến trao mày: thổi thôi cái mồm chị đi, phải có một lòng cầu xin chứ, cứ để sao cũng được à. Tất cả hy vọng của tôi trông vào đứa cháu này đấy. Lan không dám nói thêm câu gì nữa, cô liền quay mặt đi. Tiện thể bà Tuyến lại giao việc cho Quân: mày liệu mà sắp xếp đưa nó đi siêu âm cho chắc chắn đi, cũng 5 tháng rồi còn gì. Quân đáp lại một cách miễn cưỡng đầy khó chịu: con biết rồi. Hai hôm sau, Quân gắt gỏng với vợ ngay sau bữa ăn sáng: cô nhanh lên phòng chuẩn bị đi, tí tôi đưa ra viện siêu âm. Lan ngoan ngoãn: vâng, anh chờ em một chút ạ. Quân vẫn lảo bảo: con lề mề ở đấy à, bước nhanh cái chân lên. Lan vội vàng nhấc từng bước chân và cả thân hình đã nặng nề lên từng bậc cầu thang.
Đến bệnh viện, Quân chọn gói siêu âm dịch vụ và dẫn thẳng vợ vào phòng. Mọi lần anh ta sẽ mặc kệ, nhưng lần này thì khác. Quân cũng mong chờ, đây là đứa con trai như ý nguyện của mẹ anh ta. Nữ bác sĩ chỉ tay ra hiệu cho Lan nằm xuống, rồi lại bôi dung dịch để dùng chiếc máy soi. Trên màn hình đen trắng, chị ta ôn tồn nói, độ dài xương cẳng tay cẳng chân bình thường, thai nhi phát triển tốt, độ mờ. Quân sốt ruột ngắt lời, tóm lại là trai hay gái vậy? Chị bác sĩ khó chịu, đưa tay lên nhấc gọng kính rồi nhìn Quân với ánh mắt thiếu thiện cảm. Cậu cứ từ từ đã nào, con nào mà chả là con. Quân hậm hực, khuôn mặt đỏ bừng im lặng. Bác sĩ ân cần hỏi Lan, đứa thứ mấy rồi em? Lan nhẹ nhàng trả lời, dạ đứa đầu chị ạ. Bác sĩ gật đầu, rồi tiếp tục đưa máy soi tỉ mỉ từng chút một, cuối cùng mới kết luận, chúc mừng em nhé, gái đầu lòng là quý lắm đấy. Mặt Lan biến sắc, vì cô biết nếu đứa trẻ là gái thì vị trí của cô trong nhà chồng sẽ tệ như trước, mà con của cô họ cũng chắc gì đã xem trọng. Quả nhiên Quân quát lớn lên, mẹ kiếp, loại vịt trời thì ông cần cái đếch gì. Bác sĩ cũng lắc đầu trước cái thái độ của Quân mà mắng anh ta, anh kia, con trai hay con gái cũng là máu mủ của anh, sao anh lại có suy nghĩ ấu trĩ cổ hủ như vậy? Anh có biết bao nhiêu người muốn có mụn con mà không được hay không? Và lại siêu âm cũng có những trường hợp hình ảnh không rõ khiến bác sĩ nhầm lẫn. Quân bực tức đứng dậy mà mắng vợ, mày tự mà mò về, từ nay đừng có phiền gì đến tao. Lan òa khóc nức nở. Chị bác sĩ hỏi han tình hình, rồi thương tình bỏ tiền túi ra cho Lan bắt xe về. Cô nhất định từ chối, nhưng bác sĩ bảo, em khổ được chứ đừng có để cho con khổ. Chị là lo cho đứa bé trong bụng của em thôi, em đi bộ thì đến bao giờ mới về được? Lúc ấy Lan mới nhận tiền và cảm ơn, em cảm ơn chị, nhưng em chẳng có gì báo đáp chị cả. Nữ bác sĩ cười hiền rồi lại nói nhỏ với Lan, phận phụ nữ với nhau, chị khuyên thật, em nên tìm cách đi khỏi căn nhà ấy đi, thì còn kịp đấy. Hơn nữa khi em sinh con ra, đừng có âm thầm chịu đựng, kết quả em nhận được sẽ chẳng tốt đẹp hơn đâu. Hay là em đi một nơi xa cũng được, tạm thời về nhà mẹ đẻ đi, kẻo họ tìm thấy, còn muốn giúp gì thì cứ đến tìm chị. Lan chỉ biết im lặng, cảm ơn ý tốt của chị. Rồi cô đi về. Không phải Lan không nghĩ đến chuyện bỏ đi, nhưng mà hoàn cảnh hiện tại của cô thì biết đi đâu. Về nhà mẹ đẻ thì gia đình chồng thế nào cũng bắt con cô lại, mà tiền đâu để cô đi đến nơi khác khi mà bụng mang dạ chửa chẳng ai thuê mướn. Gia đình chồng đã tốn tiền tốn của cho nhà Lan, vậy thì chẳng dễ dàng gì mà buông tha cho cô. Về đến nhà, bà Tuyến đã chờ ở phòng khách. Bà ta chắc đã được con trai thông báo nên khuôn mặt khó chịu vô cùng. Bà nhìn đăm đăm tức tối chửi con dâu luôn, nhà này tốn tiền tốn của rước mày về mà đẻ đứa con trai cũng không được, loại mày vô phúc mới làm khổ nhà tao. Đứa con gái này sinh ra làm sao nhà tao đổi được vận, cả mẹ con mày và cả mẹ mày đều là thứ vô tích sự. Là nóng mặt khi nghe mẹ chồng moi móc đến cả mẹ ruột của mình, cô cãi lại, con cũng không quyết định được mình sinh trai hay gái, con ở nhà chồng nhờ phúc nhà chồng, mẹ con không liên quan, xin mẹ đừng lôi bà ấy ra đây. Bà Tuyến la làng, á, cái loại mất dạy, hôm nay thì lòi cái đuôi chuột ra nhé. Tưởng gái quê ngoan hiền thế nào, nó dám cãi mẹ chồng, móc mỉa nhà chồng thế này đây. Quân ơi là Quân, mày có dạy được nó hay không, thư dâu mất nết. Quân sổng sọc chạy xuống vung tay tát vợ. Lan không đỡ không né mà đứng vững cam chịu cái tát mạnh bạo in dấu tay của chồng cô, vì cô cũng đã xác định trước sẽ như vậy. Bà Tuyến vẫn chưa hả dạ, bà lại gào lên, tiền trợ của tao mày đã bớt xén bao nhiêu để gửi về cho mẹ mày rồi, mày không nôn ra sạch thì bà cắt tóc cạo đầu mày. Lan mặt lạnh tanh dõng dạc đáp lại, còn thể trời đất chứng giám, còn không ăn bớt một đồng một thảo một xu nào của mẹ. Bà Tuyến lại nêu ra dẫn chứng, mày còn nói dối, thế tiền đâu mày đi xe về hả? Thứ luộm thuộm với cái bụng to kia thì cho bọn tài xế nó cũng chả thèm. Lan được thế, quay lại chỉ trích chồng, ra là vậy, nhờ ơn phúc của anh mà mẹ anh nghĩ tôi bớt xén tiền của bà để cất riêng nên mới có tiền đi xe về đấy. Rồi Lan nhìn mẹ chồng lạnh lùng đáp, thưa mẹ, con có tiền đi xe
là vì chị bác sĩ siêu âm thương con có thằng chồng khốn nạn vô trách nhiệm, bỏ vợ một mình ở đó, nên đã cho con tiền đi xe. Quân không những thấy mình sai, mà vẫn còn hung dữ mắng nhiếc vợ thậm tệ hơn nữa. Mày cầm tiền của mụ ấy để bêu xấu gia đình tao ư? Con này, mày càng không thể chấp nhận được nữa rồi. Mỗi lời hắn nói ra là những cái đấm và tát vào mặt Lan. Bà Tuyến khi ấy cũng không có một động thái can ngăn. Tất cả mọi lỗi lầm đều do Lan. Mọi sự việc xảy ra của họ đều trút xuống thân xác của cô. Tới khi ông Trường đi làm về thấy thế thì mới can ngăn lại. Đánh nó vừa thôi, lỡ một xác hai mạng thì phiền. Bầu thì bầu rồi mà, giới tính cũng chả thay đổi được. Bà Tuyến vẫn chưa ngồi ngoài mà đáp lại chồng. Nhưng mà con này nó là loại mất dạy không biết điều. Ông Trường xua tay ra vẻ mệt mỏi, không muốn nghe nữa rồi quát con dâu. Chị nữa, liệu cái mồm, còn không mau lên phòng đi, lại muốn ăn vạ ở đây à? Như được bố chồng giải vây, Lan lê lết từng bước nặng nhọc lên phòng. Cô không cảm nhận được mình đau nữa. Phải chăng con người ta quá đau thì mất luôn đi cảm giác ấy? Nhưng những tổn thương tinh thần thì làm sao có thể bớt xót trong lòng. Bán mình vào ổ lang sói, Lan chỉ có thể tự an ủi mình đã đổi sự khổ sở khốn nạn của mình để các em và mẹ được ấm no. Tấm thân tàn tạ của Lan giờ thì như cái bèo củ ấu, mặc cho nước trào sóng vỗ, muốn ra sao thì ra. Sáng hôm sau, bà Tuyến cũng không thuê giúp việc theo giờ nữa, mà ra lệnh cho con dâu. Từ nay chị phải làm mọi việc như trước, sướng không biết đường hưởng thì dáng mà chịu thứ của nợ đi. Lan câm lặng không đáp. Cô biết mình dở như cái bóng ở căn nhà này, nên chẳng buồn cãi nữa. Cô cũng không vui vẻ niềm nở với bất kỳ ai. Xách giỏ đi chợ với cái bụng bầu và khuôn mặt sưng húp bầm tím, khiến bao ánh mắt đổ dồn dòm ngó cô. Lan cũng chẳng phiền lòng hay xấu hổ. Tại sao cô lại phải xấu hổ cơ chứ? Chính cái nhà khốn nạn kia mới phải xấu hổ. Nhìn thì ai cũng biết cô bị chồng hành hung. Chị My hàng thịt là chỗ mua bán quen. Chị thương tình hỏi: em đang mang bụng bầu như vậy mà vẫn bị chồng đánh hay sao? Sao không báo công an vô xích cổ nó lại? Cái loại vũ phu suốt ngày đánh vợ. Lan chỉ cười: phận em hèn mọn, hắn có coi em là vợ đâu mà chẳng đối xử như nô lệ. Chị bán thịt lại bảo: bỏ mẹ nó đi, nuôi con một mình em ạ. Thế có khi cực thân nhưng chẳng khổ tâm. Chị hai đứa rồi, chồng nát rượu, đánh chị mấy trận thì chị đạp lại nó. Bị bố mẹ chồng nói là láo, thế là chị ly hôn luôn và nuôi hai đứa con. Vậy mà lại giành mình em ạ. Trước lời khuyên ấy, Lan chỉ cười trừ chứ không đáp. Chợ ấy có một anh bán hoa quả tên là Phúc. Anh ta luôn ái ngại nhìn Lan, hôm nay cũng hỏi thăm: em có sao không Lan? Lan lắc đầu: không, em chẳng sao cả, em quen rồi. Phúc dúi vào tay Lan mấy quả lê: em ăn đi này, tốt cho thai nhi lắm đấy, lại mát nữa. Dù Lan đã từ chối nhưng Phúc vẫn nhét cho bằng được. Anh ta cảm thương cô, người con gái trong bộ dạng ấy ai mà không thương xót cho được. Lan cảm động trước sự quý mến của anh, nên dần dần hai người quen nhau hơn. Cô kể cho anh ta những đau khổ của mình. Mỗi lần biết Lan bị đánh, Phúc bặm môi chặt lại. Anh thực sự rất muốn đến xiên chết tên chồng khốn nạn vũ phu kia. Cũng từ thời điểm ấy mà bà Tuyến chẳng còn đoái hoài gì đến Lan, và cũng không một lần nhắc đến chuyện cho con dâu đi siêu âm nữa. 3 tháng sau, hôm ấy đang đi chợ thì Lan thấy đau bụng nên đã nhờ chị My hàng thịt gọi về cho chồng. Quân vừa mệt mỏi sau cuộc chơi đêm thác loạn, anh ta khó chịu đáp: kệ nó, còn lâu nó mới đẻ, loại trời đánh cũng chẳng chết được đâu. Chị My lại khuyên Lan: hay đi vào viện kiểm tra đi, chị cho mượn tiền, lúc khác trả chị sau. Lan lắc đầu: em không sao đâu, còn hơn tháng nữa mới sinh cơ mà. Thế nhưng vừa dứt lời thì Lan cảm giác trong người ảo ra một hơi ấm. Cô ngó xuống thì đã thấy mình ướt sũng. Thấy Lan đã vỡ ối, chị My hốt hoảng gào lớn: ôi giời ơi, bớ làng nước ơi, có ai giúp em tôi với, nó sắp sinh rồi. Lúc ấy nhiều người trong làng bu lại xem, nhưng còn đang bàn tán thì Phúc đã đẩy chiếc xe ba gác chuyên chở hàng của mình lại, nói lớn: xin dẹp đường, tất cả lùi ra. Cơn đau đẻ đã ập đến, Lan ôm chặt lấy chị My, Phúc lại chỉ đạo: giúp tôi một tay, bế cô ấy lên đây. Vậy là Phúc cùng chị My đưa Lan lên xe ba gác chở đi bệnh viện.
mọi thủ tục nhập viện đều là Phúc đứng ra lo hết. 2 tiếng sau, khi Lan Nhi sắp kiệt sức thì đứa bé cũng ra đời. Tiếng khóc lớn oe oe của đứa bé làm chị My và Phúc thở phào. Chị My nói với Phúc: "Ôi giời ơi, con bé ra đời rồi. Hay tôi báo cho gia đình chồng nó tới nhé." Phúc lại can: "Ôi dào, có khi họ lại chửi cho đấy. Lũ thất đức ấy nào có quan tâm tới sự có mặt của mẹ con Lan trên cõi đời này." Thế nhưng thật bất ngờ, y tá lại chạy ra cửa phòng sinh thông báo: "Sản phụ Hoàng Thị Lan, bé trai 2 cân 8 nhé, chúc mừng gia đình." Cả Phúc và chị My đều ngỡ ngàng. Chị My hớn hở: "Ôi may quá, thế là cuộc sống con bé dễ thở hơn rồi. Bây giờ tôi báo cho nhà chồng nó đến nhé. Anh nán lại một chút chờ xem họ đến, rồi hãy về được không? Hoa quả của anh cứ để đến mai không hề gì, chứ thịt của tôi đến trưa thì sợ ôi mất." Phúc gật đầu: "Tôi sẽ ở lại, chị báo cho họ rồi về đi." Sau đó chính Phúc là người đỡ Lan và đưa cô sang phòng sau sinh. Lúc sau bà Tuyến và Quân mới đến. Bà ta biết có cháu trai thì hớn hở chạy đến, vồ vập ôm đứa bé lên và cưng nựng: "Ôi thằng cháu đích tôn của bà, nhà mình còn phúc đức lắm đấy, phải thế chứ." Phúc nghe ngứa tai lẩm bẩm nói: "Có mà, nhà thất đức." Quân nghe thấy thì liền trợn mắt quát Phúc: "Thằng kia, mày vừa nói cái gì?" Bà Tuyến nhận ra sự góp mặt của Phúc nên cũng lớn tiếng tra hỏi: "Anh là ai? Tại sao lại ở đây? Lại còn xíu vào chuyện của nhà người khác nữa." Phúc cười nhếch mép: "Tôi chả liên quan đến máu mủ ruột già gì với Lan cả. Nhưng khi các người bỏ mặc để vợ con mình vỡ ối ở chợ, đau đẻ đến chết đi sống lại, thì tôi đã bỏ cả buổi chợ mà đưa cô ấy vào nhập viện, nên mới có đứa cháu cho bà bế đấy." Quân lại mỉa mai: "À, ra là thằng buôn gánh bán bưng muốn làm tiền à? Sao không nói thẳng, cứ phải ra vẻ ơn huệ làm cái gì? Chuyện nhà tao liên quan gì đến mày? Nói tử tế thì tao cho thêm tiền, bằng không thì một cách tao cũng chẳng bố thí, xem mày làm gì được tao." Bà Tuyến lườm con trai ra hiệu im đi, rồi đưa ra mấy tờ tiền mệnh giá cao nhất: "Cảm ơn cậu, cậu cầm lấy rồi đi đi. Chỗ này hơn số tiền cậu đã đóng nhập viện cho con dâu tôi rồi đấy." Phúc xua tay không nhận tiền: "Không phải ai cũng mở mắt vì tiền đâu. Đừng có lấy mấy đồng bạc ra để bố thí cho tôi. Bà xét lại mình xem, bà đến đây đã ngó ngàng đến sống chết của con dâu chưa? Xem cô Lan thế nào chưa? Nếu cô sinh con gái thì sao? Liệu bà có chạy đến đây cưng nựng nó không? Lương tâm con người của bà để đâu vậy? Chả trách thằng con trai của bà cũng vô nhân tính như vậy." Quân tức giận: "Mày dám xúc phạm ai hả? Lũ nghèo hèn cứ bênh nhau, xem chúng mày có bám gót nổi gia đình tao không? Mày lấy cái quyền gì chen vào? Nó là vợ tao, còn nó đẻ ra là con tao. Tao muốn đối xử thế nào là do tao." Bà Tuyến không muốn ầm ĩ nữa, liền đuổi Phúc đi: "Đã nghèo lại còn sĩ, không lấy tiền thì thôi, cút ngay đi. Không tôi gọi bảo vệ nói, cậu quấy rối gia đình tôi đấy." Phúc tức quá bỏ đi. Lúc này bà Tuyến lại mắng con dâu: "Chị lại đi kể xấu gia đình nhà chồng hả? Loại ăn cây táo rào cây sung." Đang nằm nghỉ mệt sau cuộc vượt cạn quá tốn sức nên Lan không muốn cãi vã gì nữa. Cô bỏ ngoài tai, mặc mẹ chồng mắng móc. Còn cả thằng chồng khốn nạn cũng thêm lời: "Mày không bị ăn đòn thì mày không ngoan được hả? Đúng là thân lửa ưa nặng, mày coi chừng tao đấy." May là sau khi đó, cô y tá đi vào kiểm tra sức khỏe sản phụ đã chứng kiến và lên tiếng: "Anh kia thôi ngay, dù có bất kể là ai cũng không được xâm phạm sức khỏe tinh thần, thân thể của sản phụ, đó là tội ác độc nhất đấy. Dù gì cô ấy cũng vừa sinh cho anh đứa con, anh không thương vợ thì cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ." Bà Tuyến vốn là kẻ lọc lõi nên không phải ai, giai cấp nào bà ta cũng thẳng mặt khinh thường. Khi đã nhận thấy được mình cần phải tỏ ra thân thiện, ra vẻ một kẻ thanh cao, thì bà ta liền uốn ba tấc lưỡi: "Ở kìa, cô hiểu lầm rồi. Con dâu tôi nó bụng bầu lại không chịu nghỉ ngơi ở nhà, mà ra đường đi chợ bụng dạ đau đẻ đột ngột nên người ta mới đưa vào đây. Con trai tôi cũng là xót vợ xót con thì mới mắng, tính nó vốn thô thiển vụng về, mong cô thông cảm. Tôi sẽ nhắc nhở con mình. Hôm nay cảm ơn các bác sĩ y tá đã giúp đỡ con dâu tôi sinh cháu, mẹ tròn con vuông. Tôi cũng đang muốn đi tìm để cảm ơn cô bác đấy ạ." Cô y tá thấy giọng điệu nhẹ nhàng nề nã của bà Tuyến liền hạ giọng:
Tôi nhắc nhở vậy thôi. Sản phụ cần được quan tâm chăm sóc. Chắc bà đã từng sinh nở thì sẽ hiểu. Dù thế nào cũng không nên làm tổn thương đến phụ nữ sau sinh. Mặt Quân vẫn hầm hè, nhưng biết ý của mẹ nên không nói gì thêm nữa. Cô y tá đi rồi, bà Tuyến lại đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cô con dâu. Về sau, bà ta chỉ yêu thương thằng cháu đích tôn mà không hề đoái hoài đến Lan. Đến bữa, bà ta mua suất cơm 15.000 mang vào, vứt xuống giường rồi lên giọng. Đấy, ăn đi, nuôi mày chỉ tốn kém. Ăn đi còn đẻ cho nhà tao thằng cháu nữa, chứ tao cần gì cái loại mày. Rồi chợt nghĩ ra, bà ta lại ra chỉ thị. Chị Lan này, chị không cần bảo với mẹ chị lên đây đâu. Đằng nào thì cũng ở viện 3 hôm nữa là về rồi. Còn nhà tôi cũng không sẵn phòng cho bà ấy. Chị nói với mẹ chị thế nào thì nói. Lan dửng dưng đáp, vâng. Bà Tuyến có vẻ hài lòng. Bà quay lại tiếp tục cưng nựng cháu nội. Thực ra Lan cũng không muốn mẹ mình lên đây. Cô không muốn mẹ biết mình sống trong tủi nhục thế này sẽ khiến mẹ đau lòng. Mà đúng là mẫu tử tâm linh tương thông. Chiều hôm ấy, bà Phượng gọi điện cho con gái hỏi thăm. Thằng cu ngoan không? Mẹ sốt ruột, mong thấy cháu quá Lan ạ. Lan ngậm ngùi nước mắt. Mẹ không phải lên đây đâu ạ. Mẹ chồng con thuê người chăm rồi. Với lại trên thành phố này cuộc sống nó khác. Ở cữ hay sinh hoạt cũng khác hẳn ở dưới quê mình. Con sợ mẹ không thích nghi được. Nào, để cháu cứng cáp hơn, con đưa cháu về chơi ạ. Bà Phượng khựng lại, tim người mẹ nhói lên một nhịp. Linh cảm của tình mẫu tử cho bà Phượng cảm giác con gái bà đang không ổn. Bà mập mờ đoán ra rằng con gái có lý do và đang nói dối, nhưng không biết nên thế nào. Bà đành đáp lại với giọng trầm buồn. Ừ, thế vậy đi, mẹ chở con đưa cháu về vậy. Cố giữ gìn sức khỏe con nhé. Lan không thể nén được cảm xúc nữa, cô òa lên khóc. Con nhớ mẹ quá mà không về được. Thôi thì mẹ chờ con nhé. Mẹ và các em khỏe mạnh là con mừng rồi. Bà Phượng hốt hoảng. Sao thế? Có gì ấm ức cả con? Nhà người ta không đối tốt với con à? Cứ nói mẹ, mẹ làm chủ cho con. Dẫu mẹ có liều cái mạng này cũng sẽ không để ai bắt nạt con của mẹ. Lan vội vàng trấn tĩnh lại mà nói dối để mẹ yên tâm. Không ạ. Nhà chồng đối với con tốt lắm, nhưng mà con tủi thân vì mẹ không lên được với con thôi ạ. Cũng vì hoàn cảnh mẹ thông cảm, đừng buồn con nhé. Bà Phượng an ủi, không sao đâu con, chờ thêm một tháng nữa, thằng cu cứng cáp rồi xin ông bà cho về chơi. Con đừng suy nghĩ nhiều, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ nữ sau sinh dễ hậu sản lắm đấy, phải tự lo cho mình rồi mới lo được cho con mình. Lan đáp lại, vâng, vậy mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con cho cháu ti đã. Cúp máy, Lan khóc nức nở như để giải tỏa bớt ấm ức trong lòng. Bên kia bà Phượng cũng đang lo lắng mà lòng như lửa đốt. Bà thương con gái và cũng chẳng hoàn toàn tin lời của Lan. Nhưng mà con gái lấy chồng đã là người nhà họ thì khác nào bát nước đã hắt đi. Dẫu thương con nhưng cũng chẳng biết làm sao cho tỏ, khi mà bà cũng chẳng biết chính xác có chuyện gì. Phụ nữ thật là khổ. Trên đôi vai yếu đuối ấy gánh đủ mọi lo toan cuộc sống, con cái, gia đình. Rốt cuộc họ tự biến mình thành siêu nhân hay bị ép phải trở nên mạnh mẽ? Đàn ông tự coi mình là có quyền trụ cột, nhưng tất cả lại dồn lên phận phụ nữ để áp đặt cho phụ nữ quá nhiều những đòi hỏi và quy tắc. 10 hôm sau, Lan được xuất viện, nhưng bản thân cô chẳng muốn bước chân về lại căn nhà như địa ngục này chút nào. Taxi vừa quay xe, bà Tuyến đã quát con dâu. Đống đồ này chị tự mang lên phòng đi. Lan không đáp, tự biết thân biết phận mà xách giỏ đồ cùng phích nước lên phòng. Giờ cô coi kẻ gọi là chồng ấy không tồn tại. Từ hôm đưa mẹ vào viện thăm con trai, anh ta không hề quay lại thêm một lần nào nữa. Đến khi vợ từ viện về, hôm nay cũng chẳng có mặt anh ta ở nhà. Rồi khi về nhìn thấy vợ con, anh ta cũng chẳng tỏ ra mong chờ hay chào đón, chứ đừng nói là nhớ nhung. Đêm hôm ấy, thằng bé con chẳng hiểu sao khóc ầm lên, Lan cho ti hay dỗ thế nào cũng không nín. Quân cào nhào quát vợ, cô là mẹ cái kiểu gì mà không dỗ nổi con nín, nếu nó mà còn khóc thì cô chuẩn bị thi khóc với nó luôn đi. Lan cãi lại, tôi có muốn thế đâu, nhưng chắc con thấy lạ chỗ nên nó mới khóc, trẻ con khóc là bình thường chứ ai cấm được nó. Quân giơ chân đạp vợ ngã từ trên giường lộn xuống đất, mày có nói được à? Đẻ con không biết đường chăm nó, để nó gào mồm lên,
nói thì cãi lại, cái loại mất dạy. Bà Tuyến thấy ầm ĩ liền chạy lên phòng. Bà vừa mở cửa phòng con trai thì đã lập tức tra hỏi con dâu: có chuyện gì mà thằng bé nó khóc như xé vải thế hả? Hay là chị để cháu tôi tí đói nên nó mới khóc? Lan lắc đầu: không phải, con đã cho nó tí no rồi. Chẳng hiểu sao nó khóc dữ thế, con dỗ thế nào cũng không được. Bà Tuyến lại chê: phòng chưa gì đã ám mùi hôi sữa. Thứ sữa hôi hám của chị như vậy, làm sao mà cháu tôi nó chả chê. Từ mai chị không phải cho nó tí nữa, tôi sẽ mua sữa bột của Nhật về pha cho nó. Lan không bằng lòng nên cãi lại, nhưng các bác sĩ cũng nói sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh mà mẹ. Bà Tuyến gắt lên: tôi nói thì chị cứ nghe đi, chị cũng phải đi chợ cơm nước nữa chứ, cứ ôm lấy thằng bé để ăn vạ à? Ai lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho tôi, nó phải dùng đồ ngoài, sữa công thức đắt tiền chứ. Không cãi lại mẹ chồng, Lan hậm hực ngồi im lặng đi ngủ. Cô biết giờ giá trị lợi dụng của mình đã hết, nếu cứ liều mình chống đối thì có khi cô lại bị họ đuổi ra khỏi nhà mà chẳng thấy được con nữa. Vì vậy cô buộc phải chấp nhận kiếp nô lệ này. Sáng hôm sau, Lan bị gọi dậy làm việc nhà luôn. Vậy là cô lại tất tả đi chợ. Phúc thấy thế thì sừng sốt: kìa em, vừa sinh được một tuần họ đã bắt em đi chợ rồi à? Không để phụ nữ sau sinh ở cữ, đúng là cái loại bất nhân. Lan cúi đầu gượng cười một cách đau đớn: thế có gì lạ đâu ạ. Việc nhà em cũng phải làm hết, chứ nói gì là chỉ đi chợ. Chẳng ai giặt đỡ cho hộ cái tã cái áo hay dọn hộ cái nhà. Thằng bé thì bà ấy chỉ cưng lựng, chứ chưa từng trông giúp. Thằng bố khốn nạn kia thì khỏi phải bàn đến đi. Bà nội nó còn chê sữa em không thơm, nói không khiến em cho nó ti, mà bà ấy sẽ đi mua sữa bột về cho cháu. Phúc lắc đầu ngao ngán: khốn nạn đến thế là cùng rồi. Hay là em bỏ đi đi, chứ ở trong căn nhà như tủ ngục thế thì sống sao nổi. Bà ta đã không cho em cho con ti, tức là muốn chia rẽ em với thằng bé. Đến một lúc nào đó họ cũng đuổi em đi. Cái họ cần chỉ là đứa bé mà thôi. Lan nước mắt lưng tròng: dù có như thế thì bây giờ em cũng không thể bỏ mặc con em được. Mà nếu em bế thằng bé đi thì họ cũng sẽ chẳng để yên. Làm sao mà em mang con em đi được đây? Phúc thấy đau lòng cho Lan, anh nắm chặt tay cô: em đừng lo, có anh đây rồi. Anh sẽ tìm mọi cách giúp cho. Em cứ bế con đến với anh nguyện bao bọc che chở cho mẹ con em. Lan vội rụt tay lại: anh nói cái gì vậy? Có phải anh điên rồi không? Em là vợ người ta rồi. Cuộc sống của em không may mắn thì em phải chấp nhận. Chuyện của em không liên quan tới anh mà khiến anh phải khổ vì mẹ con em như vậy. Lấy hết can đảm, Phúc bày tỏ chân tình và thổ lộ lòng mình với Lan. Anh đã có tình cảm với em rồi. Không phải đơn thuần là thương cảm của tình người, mà là anh yêu em. Lời anh nói muốn chăm sóc cho mẹ con em là nói thật và đã suy nghĩ kỹ. Xin em hãy nghe theo anh và bế con đi theo anh đi. Anh không lo được cho em cuộc sống nhung lụa, nhưng sẽ không để em và thằng bé thiếu thốn. Em cứ cố gắng chịu đựng đầy đọa trong căn nhà đó. Anh trông thế mà đau lòng không chịu được. Lan sững sờ và bất ngờ trước lời tỏ tình của Phúc, nhưng rồi cô trấn tĩnh lại ngay. Lan thấy tự ti về bản thân nên không thể chấp nhận tình cảm của Phúc. Cô dứt khoát từ chối: không, em sẽ không làm thế. Anh xứng đáng với người tốt hơn em. Đừng vì em mà chịu khổ, chúng ta sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu. Từ nay chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa, dù là trong hoàn cảnh nào. Nói rồi Lan quay bước bỏ đi rất nhanh. Dù cảm nhận được Phúc có tình cảm thật với mình, nhưng ai biết tương lai tình cảm đó có thay đổi hay không. Tình yêu nó là cảm xúc, mà cảm xúc lại mang tính nhất thời. Lan nghĩ mình không thể mạo hiểm với cuộc đời mình lần nữa. Hơn nữa, cô cũng không muốn liên lụy tới người khác. Nếu cô bế con đi thì nhà quân sẽ truy lùng gắt gao, rồi Phúc cũng sẽ phải trốn chui trốn nhủi vì mẹ con cô. Còn về phía Phúc, trước thái độ cương quyết và bỏ đi của Lan thì anh cũng đau lòng, nhưng bản thân tự biết không có tư cách gì để đuổi theo và cầu xin tình yêu của vợ người khác. Ở giữa chợ từ ngày hôm ấy, Lan tránh mặt Phúc. Dù có đi chợ mua hoa quả, cô cũng vòng đến sạp khác. Phúc muốn tìm Lan để cầu xin cô cho mình cơ hội, nhưng chưa biết làm thế nào. Thời gian trôi đi, đứa con của Lan đã 3 tháng tuổi và được nhà nội đặt tên là Bon. Thế nhưng, dù đã xin mẹ chồng vài ba lần, bà Tuyến cũng không cho phép Lan bế con về thăm bà ngoại. Mỗi lần xin, bà ta đều khinh khỉnh mắng nhiếc,
Tôi không muốn cháu tôi dây dưa đến cái nơi bẩn thỉu quê mùa đó. Chị đừng có lắm lời. Quân cũng quát vợ, bỏ ngay cái ý định đó đi. Con tao ra khỏi nhà thì mày liệu hồn, tao túng cổ mày đi luôn đấy. Lan càng buồn bã u uất, cô muốn vùng lên, muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Mỗi lúc như thế, Lan lại nhớ đến Phúc. Nhưng rồi cô lại tự nhủ rằng mình chẳng xứng với anh. Rồi đến một ngày, Lan đã có quyết tâm trốn thoát khỏi nơi đây. Đêm hôm ấy, Lan tỉnh dậy pha sữa cho con, rồi đi vệ sinh. Nhưng khi mở cửa ra, thì cô lại thấy cảnh chồng đang trong cơn phê ma túy. Chán nản, Lan định xuống nhà ra sân hít thở không khí một chút, nên rón rén bước xuống cầu thang. Vừa bước được 2-3 bậc, Lan nghe bà Tuyến nói với chồng. Tôi bảo thằng Quân đưa con kia đi lên phường, làm giấy đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho thằng cu theo họ nhà mình. Chứ cứ để thế này mãi sao được. Nhưng mà thằng Quân nó không nghe. Nó sợ sau này nó bỏ vợ sẽ phải ra tòa, phiền hà các thứ. Ông trưởng đáp lại, cũng đúng đấy. Không làm đăng ký kết hôn thì không làm khai sinh cho thằng bé được. Nhưng đăng ký kết hôn thì ra tòa giành thằng bé cũng lằng nhằng lắm. Theo tôi thì cứ phải đăng ký kết hôn đi, rồi khi thằng bé 3 tuổi thì cho ly hôn là được. Nhà mình đủ cơ sở kinh tế và mọi điều kiện để danh chính ngôn thuận giành cháu, vậy là xong. Bà Tuyến vui vẻ, phải thế chứ, vậy là tốt rồi. Để mai tôi nói chuyện với nó, con kia là loại quê mùa, chắc không nghĩ sâu xa gì đâu, bảo là phải nghe thôi. Lan nghe người ta nói về mình thì cười mỉa, vậy là đã rõ cái âm mưu khốn nạn của cả nhà chồng rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Lan lên phòng nằm nghĩ đến sáng, chắc cô không còn cách nào là phải phiền đến Phúc rồi. Ở nơi này, Lan cũng chẳng còn ai để nương tựa nhờ vả. Sáng hôm sau, Lan đi chợ sớm và đến tìm Phúc. Phúc cũng rất vui mừng khi thấy Lan xuất hiện trước sạp hàng của mình. Em đã suy nghĩ điều anh nói. Em nghĩ là em rất cần anh giúp em ngay lúc này. Hãy đặt niềm tin vào anh, dù là lần này thôi cũng được. Lan gật đầu. Anh chuẩn bị mọi thứ giúp em được không? Trước mắt em cần một chỗ trốn cho tới khi con cứng cáp hơn. Phúc vui vẻ xúc động gật đầu lia lịa. Ừ, em đến ở với anh. Nhà anh thuê ở ngoại thành, hai mẹ con cứ ở đấy. Anh đi chợ sáng tới chiều, anh có thể lo được cho em. Lan run run ghé vào tai anh nói nhỏ. Cảm ơn anh. Sáng mai anh chờ em ở đầu ngõ đường Phạm Hùng. Em sẽ bế con ra rồi chúng ta đi luôn. Khi ấy em còn chút thời gian. Nếu khi nhà họ dậy mà biết thì chắc chắn sẽ đi tìm để bắt thằng bé về. Phúc gật đầu. Ừ, anh sẽ đón em. Em cứ an tâm đến và hãy gọi luôn điện thoại để anh chờ em. Em đọc số điện thoại của em đi. Lan vội vã đọc số rồi đi luôn. Cô sợ có ai để ý và nghe thấy thì rất phiền. Đêm khuya hôm ấy, nhân lúc chồng đi chơi chưa về, Lan gấp quần áo của hai mẹ con cho vào một túi du lịch, rồi giấu trong tủ quần áo, phủ một chiếc chăn lên. Đến gần sáng, chờ Quân đã ngủ say sau cả đêm bê tha, Lan mới nhẹ nhàng bế con và xách túi đồ đi ra nơi hẹn với Phúc. Đến đó Phúc đã chờ sẵn trên chiếc taxi. Thấy bóng Lan, anh vội vã đỡ đồ để Lan bế con nhanh chóng ngồi lên xe. Khi đã an tâm, Phúc giục anh tài xế taxi đi nhanh lên. Anh tài xế không đáp mà đạp ga vút thẳng. Bên ngoài trời tờ mờ sáng, những ánh đèn trên phố vẫn lung linh. Trong đầu anh ta đang thắc mắc tại sao khách lại đưa trẻ con đi vào thời điểm này. Lẽ nào là có uẩn khúc gì? Bên cạnh Phúc cũng đang căng thẳng vì lo cho mẹ con Lan. Nhưng anh cũng hạnh phúc vì đã có Lan bên cạnh. Anh cũng vui vì được chăm lo cho người phụ nữ mình thương. Còn Lan tay bế con nhỏ mà lòng cũng nôn nao khó tả. Trốn theo Phúc là quyết định liều lĩnh, đầy sự may rủi. Nhưng nếu không đi thì mọi chuyện với mẹ con cô chắc chắn là tồi tệ. Chiếc xe chở theo mọi suy nghĩ lo toan lẫn hy vọng của những người ngồi trong đó. Tiếng thằng bé khóc réo lên bất chợt lại vô tình xóa tan bầu không khí tĩnh lặng. Lan ôm con vỗ nhẹ nhẹ dỗ dành, nhưng xem ra chẳng ăn thua. Rồi như được thúc đẩy, Phúc đưa tay đón lấy thằng bé cưng nựng. Ngoan nào con, đừng khóc nữa, bố thương. Thật thần kỳ là thằng bé lại im luôn. Lan ngại ngùng cúi mặt, hai má đỏ ửng. Phúc cũng vì thế mà có chút ngại theo. Đến tận lúc xe dừng lại thì Phúc mới lên tiếng. Em xuống đi, đến nhà mình rồi. Phúc mở cửa xe cho Lan bế Coupon bước xuống. Trước mặt cô là căn phòng trọ bé nằm sâu trong ngõ nhỏ. Anh tài xế taxi mở cốp lấy đồ cho khách hàng rồi nhanh nhẩu. Của anh chị hết 175.000 ạ.
Phúc gật đầu, móc túi ra thanh toán tiền xe, rồi xách đồ đi vào. Đặt túi trước cửa phòng, Phúc vừa cho chìa khóa vào ổ khóa, vừa nói với Lan: "Vào nhà đi em, kể ra là hơi chật hẹp, nhưng sau này anh sẽ cố gắng tìm thuê căn phòng khác to hơn." Lan vẫn khách sáo: "Em không dám chê gì đâu ạ, mẹ con em phiền đến anh nhiều lắm rồi." Phúc có vẻ không vui đáp lại Lan: "Anh đã nói rồi, là anh tự nguyện lo cho mẹ con em, là anh yêu em và thương thằng bé. Từ giờ thằng bé cũng là con anh, em đừng nghĩ phiền hà gì cả." Lan không dám nói gì thêm. Phúc một tay xách đồ, một tay đẩy nhẹ Lan vào nhà. Anh ta có vẻ bình tĩnh hơn, đặt đồ trên chiếc giường trong góc phòng, rồi trải một chiếc ga mới trên đệm. Phúc nói với Lan: "Em ngồi xuống đây đi, rồi đặt con xuống cho nó ngủ thêm. Hai mẹ con chắc cũng mệt rồi, để anh đi mua đồ ăn sáng." Lan lúc này cũng chỉ biết ngoan ngoãn đáp lại một từ vâng. Tại nhà bà Tuyến, ông Trường cáu kỉnh vì vẫn chưa có bữa sáng. Ông liền kêu than với vợ: "Bà xem thế nào? Sao hôm nay nhà vẫn chưa có gì cho tôi lót dạ, để còn tới cơ quan nữa?" Bà Tuyến gào lớn: "Con Lan đâu rồi? Làm gì mà giờ này chưa thấy mặt mũi đâu hả?" Bà Tuyến hét vọng lên trên tầng, ra chỉ thị cho con trai: "Quân ơi Quân, mày gọi cho con kia xem lần mò gì ở chợ mà giờ chưa thấy về. Không về nhà mà pha sữa cho thằng bé, kẻo nó dậy nó lại đói khóc ầm lên bây giờ. Còn bố mày nữa, chuẩn bị bữa sáng cho ông ấy đi làm kẻo muộn." Ông Trường gắt với vợ: "Không kịp nữa, để tôi đi ăn hàng." Bà Tuyến thêm bực mình, bà xúi con trai: "Con Danh ấy nó mà về, mày vả cho vài cái để chừa cái tội lề mề đi. Cháu ta mà đói thì nó không yên đâu." Quân đang ngủ ngon thì bị đánh thức, liền hét lên ầm ĩ: "Con mẹ nó chưa về thì mẹ pha tạm sữa cho nó đi. Để con kia nó về con xử nó sau." Bà Tuyến ở dưới tầng vọng lên trên: "Tí nó về thì gọi tao. Hôm nay con kia chết với tao. Thằng nhỏ vẫn đang ngủ, đành vì con mà tao phải pha sữa cho nó uống." Quân không đáp, nhưng vô tình mắt tí hí nhìn sang góc giường chỗ con nằm, nhìn tấm chăn nhỏ trải cho thằng bé đã trống không. Hắn ta lúc này mới gọi hỏi: "Chẳng phải mẹ đang bế thằng Bon hay sao?" Bà Tuyến cũng giật mình đáp lại lời con trai: "Không phải, tao tưởng thằng bé nó vẫn ngủ trên phòng chứ." Quân mở to mắt nhìn khắp giường, rồi cũng hô thật lớn: "Không thấy bé đâu cả." Bà Tuyến lúc này mới hốt hoảng chạy lên phòng tìm cháu nội. Rồi bà mới vội vàng nói với con trai: "Thôi chết rồi, con mắt dậy kia, nó bế thằng bé trốn đi rồi. Giờ phải làm thế nào?" Quân trấn an bà ta: "Mẹ bình tĩnh, để con gọi cho nó." Hắn ta lấy điện thoại gọi cho vợ. Bên kia Lan thấy chồng gọi thì run rẩy ngập ngừng, không biết nên bắt máy hay không. Rồi cuối cùng cô cũng bắt máy, để một lần nói rõ với thằng chồng khốn nạn. Quân vừa thấy vợ nghe máy thì đã quen thói mắng xối xả: "Con trời đánh kia, mày mang con tao đi đâu rồi? Trả lại thằng bé đây, nếu mày muốn sống yên ổn và thân thể lành lặn, bằng không thì tao giết chết cả nhà mày." Lan trong lòng có chút run sợ, nhưng vẫn cố gắng cứng miệng, không để kẻ ác biết được điểm yếu. "Nên nhớ là tôi và anh chưa kết hôn, thằng bé là con của tôi, một mình tôi thôi. Trên pháp luật anh không có quyền gì giành cả. Gia đình nhà anh khốn nạn như thế, tôi không thể để con tôi sống trong môi trường đó được." Quân hét lên: "Mày còn dám lôi pháp luật ra với tao à? Nên nhớ, bố ta làm thẩm phán viện kiểm sát, tao bắt được mày và sẽ dành thằng bé đi xác nhận huyết thống. Mày nghĩ mày có cửa đấu lại với gia đình tao không? Cùng lắm tao vứt cho mày thêm vài đồng đền bù là xong. Mà mày cũng không dễ dàng mà nuốt được tiền của tao đâu." Lan tức giận cúp máy. Đúng lúc Phúc đi mua đồ ăn sáng về, anh biết Lan vừa chịu sự đe dọa của chồng cũ. Lan đang lo lắng và kinh hãi. Tình yêu thôi thúc khiến Phúc đặt bát bún xuống bàn, rồi ôm lấy Lan an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ, có anh đây rồi." Cũng rất tự nhiên, Lan ôm chầm lấy Phúc và khóc nức nở. Bên phía bà Tuyến cũng đang tức giận lồng lộn. Sau khi gọi báo tình hình cho chồng thì ông Trường bàn với vợ: "Hay là bà gọi cho mẹ nó xem, nhưng đừng quá căng thẳng, xem ý tứ bà ta ra sao rồi mình mới tính tiếp." Bà Tuyến gắt: "Nó không về nhà đâu, nó thừa biết chúng ta sẽ tìm về nhà nó đầu tiên, thế thì gọi cho mụ già ấy làm gì cho mất công." Ông Trường tỏ ra là kẻ điềm tĩnh khôn ngoan, ông xúi vợ: "Ừ, thì nó không ở đấy, nhưng mà mình gọi xem ý tứ của bà ta ra sao thì để mình tính. Nếu dỗ được bà ta thì không khéo bà ta lại chỉ chỗ con gái cho. Thế nên đừng có vội thái độ căng thẳng,
trước mắt cứ mềm mỏng đã. Mẹ con bà đừng có làm căng quá, đứt dây đàn đấy. Nghe chồng nói có lý, bà Tuyến liền đồng ý. Được, vậy để tôi gọi cho mụ ấy. Bà Tuyến tìm danh bạ, ấn luôn gọi cho thông ra. Bà Phượng chưa biết chuyện gì, nhưng thấy mẹ chồng của con gái gọi thì liền niềm nở. Dạ, chào bà khỏe không? Này, gọi cho tôi chắc là có chuyện gì phải không ạ? Tôi cũng đang muốn gọi bà xin phép cho cái Lan đưa cháu về chơi ít hôm đây ạ. Bà Tuyến lớn tiếng với thông gia. Bà Phượng này, bà không biết chuyện con gái bà ôm con bỏ đi à? Mà nó không về với mẹ đẻ thì trốn đi đâu được? Bà đừng hòng giấu giếm cho nó. Bà Phượng giật nảy mình, như có luồng điện xẹt qua tai. Lòng bà như lửa đốt, miệng lắp bắp nói không nên lời. Bà nói cái gì? Cái gì cơ? Bà Tuyến nhớ lời chồng dặn, cố hít một hơi thật sâu, rồi giả vờ thân thiện ân cần nói. Là thế này, bà thông gia ạ. Cái Lan nó bế thằng bé trốn đi rồi. Bà biết đấy, nhà tôi không thiếu thốn mà để cho mẹ con nó khổ sở. Có điều tính tôi hơi nghiêm khắc, cũng là muốn dạy con dâu nể nếp quy củ. Nhưng nó thường xuyên tỏ thái độ chống đối cãi lại tôi. Thế nên thằng Quân nó cũng hay to tiếng với nó. Nó cũng vài lần đòi tôi bế thằng cu về nhà ngoại chơi. Thế nhưng tôi lo cháu nó chưa cứng cáp nên chưa đồng ý. Ai dè, nó bất mãn giận hờn. Sáng nay nhà tôi dậy thì phát hiện nó bế con đi rồi. Nếu nó về nhà bà thì bà cứ khuyên bảo nó rồi báo cho tôi. Gia đình tôi sẽ đến đón mẹ con nó về. Bà Phượng sau khi được thông báo rằng Lan đã bỏ trốn đi thì lo lắng tột độ, nghĩ con gái thấy cô đơn nơi xa hoa phồn thịnh, chắc không tự nhiên mà làm điều dại dột như vậy. Chắc chắn không đơn giản như bà Tuyến nói. Thế nhưng nết chịu đựng nhường nhịn đã ngấm vào máu người phụ nữ làng quê chất phác hiền lành, nên bà Phượng chỉ biết nhẹ nhàng nhún nhường đáp lại. Thật thế à bà? Vậy nếu tôi thấy con gái về thì tôi sẽ dạy bảo lại nó và báo cho bà biết ạ. Bà Tuyến lại giả nai. Vâng, vậy chào bà. Cúp máy, bà ta mới bĩu môi nói với con trai. Được, cả mẹ cả con giá tạo như nhau, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành mẫu mực. Tao nghe bà ta nói mà lợm hết cả miệng. Quân nhăn nhó, mẹ quan tâm làm gì cái bọn nhà quê ấy? Bây giờ chúng ta phải làm sao để tìm được nó mà nghĩ cách giành lại thằng Bon đây này? Bà Tuyến tỏ ra bình tĩnh hơn mà nói. Bây giờ mày đi xung quanh đây, lần qua các ngõ gần nhà, nhất là mấy quán ăn sáng bún phở hay làm hàng sớm ấy, vào đấy hỏi xem có ai thấy nó ra đấy không. Lúc ấy ít người qua lại, nếu trông thấy là người ta sẽ nhớ ngay. Quân gật gù đồng ý rồi đáp, con biết rồi. Về phía Lan, cô và Phúc đang ăn sáng thì bà Phượng gọi tới. Cô ngước nhìn màn hình rồi bối rối nói với Phúc, mẹ, em gọi. Em nghe máy thì nên nói với bà ấy thế nào đây? Liệu có phải nhà bên kia đã gọi về bắt vạ mẹ em không? Em lại làm khổ mẹ em rồi, phải làm sao bây giờ? Phúc trấn an, đừng lo lắng. Chắc chắn nhà họ sau khi biết em bỏ đi thì sẽ báo cho mẹ em biết. Giờ em bình tĩnh hỏi mẹ xem người ta nói gì với bà ấy. Em cũng phải kể rõ mọi chuyện của em cho mẹ em biết. Nghe anh, giấu giếm là bất lợi cho em đấy, mà cũng không giấu nổi đâu. Thôi, cho mẹ em biết hết toàn bộ sự việc còn hơn để nhà đó mặc sức thêu dệt vu oan cho em. Đừng để mẹ em buồn lòng thêm. Nghe lời Phúc, Lan bình tĩnh nghe máy của mẹ. Bên kia, bà Phượng tỏ rõ sự lo lắng. Con đang ở đâu vậy? Đang yên đang lành, sao lại bế con bỏ nhà đi? Hay là có chuyện gì rồi phải không? Con ở chỗ nào hả con? Thằng bé thì còn nhỏ, tội nó ra. Lan chậm rãi hỏi lại, nhà người ta gọi cho mẹ rồi à? Họ đã nói như thế nào vậy mẹ? Bà Phượng liền thuật lại cho con gái. Bà Tuyến đã nói rằng con thường xuyên cãi bà ấy nên hay bị thằng Quân mắng mỏ. Vậy nên con hay giận hờn. Mấy lần con xin bà ấy về quê không được nên càng bất mãn. Rồi hôm nay đã bế thằng bé trốn đi. Lời mẹ chồng con nói có đúng vậy không con? Lan giải thích với mẹ. Không đâu mẹ, con ở đó khổ lắm, làm việc nhà quần quật, phục vụ họ như ô xin. Bố chồng thì khẩu phật tâm xà, mẹ chồng thì độc ác tàn nhẫn, còn Quân cũng là thằng chồng tồi khốn nạn. Từ lúc con về đó cho đến khi con bầu bí, rồi cả lúc con sinh cu Bon, anh ta không một chút quan tâm, lại thường xuyên đánh đập con. Hơn nữa Quân còn dùng ma túy. Chính mắt con thấy anh ta hút chích, nhưng không biết mức độ nghiện thế nào. Nhà họ thì muốn con sinh cho Quân một thằng con trai, rồi sau này sẽ tìm cách chiếm thằng bé và đuổi con đi.
Đến bây giờ con và anh ta vẫn chưa đăng ký kết hôn. Con trốn đi là muốn giữ con cho riêng mình. Khi nào mọi chuyện qua đi, con sẽ về với mẹ. Giờ con đã có người bạn cưu mang cho con nương nhờ rồi. Mẹ đừng lo lắng cho con ạ. Bà Phượng khóc nức nở. Sao họ lại tàn nhẫn như thế? Họ nghĩ nhà quê dễ lừa, lại thấp cổ bé họng, nên họ mới lập âm mưu để cưới con. Rồi khi con sinh con thì lại muốn cướp cháu ư? Thật khốn nạn. Khổ thân con tôi quá, trời ơi. Lan cũng xúc động muốn vỡ òa, nhưng lại cố nén cảm xúc và nói với mẹ: con ổn rồi, mẹ đừng lo lắng. Con có chỗ ở là tốt rồi. Mẹ chờ con một thời gian nữa thôi. Họ đến tìm hay gọi điện thì mẹ cứ nói là không biết. Nếu họ thái độ quá, mẹ cũng không cần nể nang nữa mà mắng lại mẹ nhé. Càng nhẹ nhàng họ sẽ càng làm tới. Con chỉ sợ họ làm khó mẹ thôi. Bà Phượng nghẹn ngào. Ừ, mẹ biết rồi. Con cố gắng lo cho bản thân nhé. Nếu họ về đây, mẹ sẽ cho họ một trận. Mẹ không bảo vệ được con gái mẹ là mẹ không tốt. Lan lúc này không kiềm chế được mà khóc òa lên. Mẹ đừng nói thế. Là do con lựa chọn, là số con khổ thì con tự chịu mà mẹ. Phúc bên cạnh nắm chặt tay Lan như để truyền sức mạnh cho cô. Anh cảm thương cô gái như chính cuộc đời anh vậy. Ai cũng có một quá khứ, còn quá khứ của Phúc thì anh lại muốn chôn vùi. Nghĩ về những gì mình đã trải qua, Phúc lại thương Lan hơn. Anh muốn có cuộc sống bình yên bên người anh thương, thứ mà anh chẳng có được từ người cũ. Lan vốn chưa từng hỏi Phúc về quá khứ và Phúc cũng chưa từng thổ lộ. Thế nhưng liệu khi quá khứ thầm thì gọi tên Phúc thì anh sẽ ra sao? Lúc ấy anh có còn bên cạnh Lan không? Bản thân Phúc chỉ là lo lắng về điều này mà thôi. Trong lúc ấy, Quân cũng đi lùng sục quanh mấy ngõ gần nhà theo lời mẹ dặn. Hắn ta lân la ở các quán ăn sáng để hỏi thăm rất kỹ. Khi đi đến đâu, hắn cũng hỏi chủ quán, các anh chị bán hàng. Sáng sớm nay có thấy một cô gái dáng nhỏ cao trên 1,5 m bế theo đứa bé tầm 3 tháng tuổi qua đây không ạ? Những người đã được hỏi thì đều lắc đầu, tôi không thấy đâu. Cho đến quán cuối cùng ở đầu ngõ giáp với đường lớn, anh chủ quán phở bò lại tò mò hỏi lại: thế cô gái ấy là thế nào với cậu? Quân đáp: là vợ em ạ. Tối qua hai vợ chồng cãi nhau, sáng sớm nay em dậy thì cô ấy đã bế con đi rồi. Gọi mẹ vợ thì bà ấy nói là không thấy, mà con em thì còn nhỏ, nghĩ nó tội. Anh chủ quán thấy thương tình nên tiết lộ: đúng là sáng sớm nay tôi thấy có một cô gái trẻ bế một đứa bé và xách túi đồ qua đây. Tôi thấy tội định gọi lại hỏi thăm và mời ăn sáng thì nhìn ra chiếc taxi hãng 115247 đã chờ sẵn ở bên kia đường rồi. Quân mừng rỡ: thế thì đúng rồi, cảm ơn anh. Vậy anh có để ý chiếc xe đi về hướng nào không ạ? Anh chủ quán lại tận tình nói: đi về đường Phạm Hùng, hướng ra ngoại thành hoặc là về huyện Yên Nghĩa. Quân lẩm bẩm: vậy chắc là vợ em bỏ về ngoại rồi, nhưng mẹ vợ bênh con gái nên nói dối em. Anh chủ quán suy nghĩ một hồi rồi mới ngập ngừng nói: hình như không nhầm thì tôi thấy trên xe có một người đàn ông nữa. Quân giận đỏ mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lại anh chủ quán: vâng, cảm ơn anh. Hắn về nhà, cơn giận mới phát tiết. Quân hất đổ hết những thứ đồ đạc có ở trên bàn xuống đất, làm bộ ấm chén bằng gốm đắt tiền vỡ tan tành. Hắn không yêu vợ mà bản tính chiếm hữu lại nổi lên khi biết vợ đi cùng người đàn ông khác. Dù cho hắn không coi Lan ra gì, nhưng cô cũng vẫn phải là của hắn. Khi chán, hắn sẽ vứt bỏ, chứ không cho phép Lan cắm sừng hắn. Đây quả là một nỗi nhục với hắn. Bà Tuyến thấy vậy, đoán là có chuyện gì nên chạy lại hỏi con trai: sao? Thế nào rồi? Quân hét lên: nó trốn theo thằng khác rồi. Lão bán phở đầu ngõ phía Tây đã thấy nó đi lên taxi, đi theo thằng kia. Mẹ kiếp, con chó này. Mẹ với dì Liên cứ khuyên con cưới nó đi. Bọn nhà quê ngu với hiền lắm đấy. Giờ con chưa kịp bỏ nó thì nó bế con của con theo trai rồi. Bà Tuyến mắt long lên sòng sọc và rít lên: phải tìm cho bằng được nó về đây. Loại ấy phải đánh què chân nó mới hả dạ. Mọi chuyện đã đến mức trở nên trầm trọng hơn, như quả bóng bị thổi phồng hết cỡ đại và sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Rồi tất cả đều bị bại lộ. Khi bản chất thật được phô ra thì không ai trong họ phải e dè mà diễn với nhau nữa. Nhưng chẳng có gì là tự nhiên mà lại như vậy cả. Tất cả đều là bởi ngoại cảnh tác động. Ngay khi đó, Quân chợt có ý nghĩ bộc phát trong đầu mà hỏi mẹ:
Con đang nghĩ xem cô ta theo trai lúc nào, trong trường hợp nào, sau khi quen con hay là khi đã cưới về đây. Quan trọng là thằng bé có chính xác phải là con của con không. Bà Tuyến suy nghĩ một hồi lâu rồi kết luận, mẹ không chắc nó gặp bồ lúc nào. Chứ thằng bé này thì mày yên tâm, cu bon giống mày như đúc. Con kia thì về nhà mình mới có chửa cơ mà. Lúc nó mới về đây, chưa có kịp cơ hội quen thằng kia đâu. Thế nên chắc mới gặp thằng kia mà thôi. Vậy thì càng tốt. Giờ nó trốn chồng theo trai, mình bắt nó về, đập cho nó một trận rồi đuổi đi. Sau đó, mình giữ thằng bé lại thì hợp lý quá. Quân khủng lên, nhưng mà biết tìm nó ở đâu bây giờ? Bà Tuyến xui con trai, bây giờ gọi cho dì Liên, rồi cả mẹ và mày cùng lên nhà nó luôn. Quân tỏ vẻ chắc chắn, nó có ngu đâu mà về đấy cho mẹ lên bắt, chính mẹ cũng nói thế còn gì. Bà Tuyến tỏ vẻ lọc lõi, thông não cho con trai. Ai nói là mình lên tìm nó, kệ nó. Không phải vội, mình cứ tìm từ từ, rồi khắc cái kim trong bọc cũng lòi ra. Mà dì Liên mày còn buôn trên ấy, đánh hơi được nó về quê thì nó không thoát được đâu. Bây giờ chúng ta lên đấy gây sức ép cho mẹ nó thôi. Mụ ta chắc chắn sẽ liên lạc với con gái. Con kia thì không bỏ mặc mẹ nó được đâu. Trước sau gì, nó chả mò về nhà. Quân nghe cũng có lý, hắn lại giục. Vậy mẹ mau gọi cho dì Liên đi, xem dì ở đâu. Mẹ nói dì mau qua nhà mình, rồi đi luôn kẻo muộn. Bà Tuyến bắt máy gọi cho em gái. Alo, dì Liên à, đang ở đâu đấy? Bà Liên vừa xúc thìa cơm rang dưa bò lên miệng, vừa trả lời. Em đang ăn trưa ở quán, xong tí chở cân hàng rồi về đây. Bà Tuyến ra lệnh, dì mau về ngay đây, xong cùng tôi với thằng Quân lên nhà mụ Phượng. Cái con danh lan kia nó bế con chạy trốn theo trai rồi. Bà Liên tỏ ra bất ngờ. Cái gì, dám láo toét thế cơ à? Không dài dòng, bà Tuyến chốt lại. Thôi không nói nhiều, dì mau qua đây đi. Tôi với thằng Quân cũng đi ăn cơm, rồi chúng ta cùng lên đó ở nhà bà Phượng. Nghĩ thương con, bà Phượng buồn rầu khóc mãi không thôi. Sơn đi học về, được mẹ kể cho sự tình thì giận tím ruột, tay cậu nắm chặt. Giá thằng anh rể đốn mặt đó mà có ở trước mặt ngay, lúc ấy thì Sơn chắc chắn sẽ đấm cho gã một trận rồi. Cũng chẳng phải chờ lâu, Quân cùng mẹ và dì hắn đã đến nhà mẹ vợ để ăn vạ. Ba con người ấy vừa đỗ xe ở ngõ thì liền sồng sộc chạy thẳng vào nhà. Bà Tuyến dẫn đầu và lớn tiếng tra khảo thông ra. Bà Phượng, con gái bà đâu? Bà biết nó ở đâu thì mau gọi nó về đây. Sơn đang ở sau sân giếng nghe thấy vậy chạy lên. Cậu định đáp lại bà mẹ chồng chị gái, nhưng bị mẹ mình ngăn lại. Sau khi giơ tay ra hiệu cho con trai để mình nói chuyện trước, bà Phượng lên tiếng. Các bà ngồi xuống rồi chúng ta nói với nhau cho rõ ràng mọi chuyện. Đây là nhà tôi, mấy người đừng có giở trò ăn hiếp. Bà Tuyến nhếch mép. Bà biết con bà trốn nhà theo trai chưa? Bà Liên cũng tiếp lời. Tưởng bà dạy dỗ con gái thế nào, ai dè cũng là loại lăng loàn, trốn chồng chạy theo trai mà thôi. Bà Phượng có chút bối rối khi thông gia bất ngờ nói tội con gái mình. Nhưng sau đó, bà liền bình tĩnh đáp lại. Hai bà đừng có nói linh tinh, bình tĩnh đi. Chúng ta nói chuyện như người lớn. Các bà cũng là người phố thị thì nên tỏ ra thanh lịch lịch sự. Đừng có oang oang như dân quê chân đất như thế. Không ngờ mẹ vợ chẳng những không khép nép trước gia đình mình như trước mà còn dám móc mỉa lại. Quân nổi cơn điên. Bà đừng có dở giọng chọc ngoáy chúng tôi. Lũ quê mùa rẻ rách có văn vẻ thế nào thì cũng chẳng sang được. Bà biết con Lan ở đâu thì mau khai ra. Bà bảo nó mang ngay thằng bé về trả lại cho tôi. Nếu để tôi bắt được con ấy thì bà không nhận ra con gái bà nữa đâu. Sơn tức giận giơ nắm đấm lên. Quân nghĩ rằng em vợ chỉ dọa nên vênh mặt, trợn mắt thách thức. Bà Phượng đã chịu hết nổi nên to tiếng mắng con rể. Thằng khốn nạn, mày và gia đình mày hành hạ con tao, lập mưu cướp con nó. Vì đường cùng nên nó mới ôm con bỏ trốn. Tao thách mày động vào nó, cùng lắm là mạng đổi mạng. Mày động vào nó thì tao sẽ giết chết mày. Tưởng mấy đồng tiền của nhà mày thì có thể làm hết được mọi thứ hay sao? Mày có bằng chứng gì mà nói con tao lăng loàn, thằng chó này? Bà Tuyến chen lời. Mụ già này còn bênh con mụ à? Vậy thì đừng có trách tôi không báo trước. Đúng là con hư tại mẹ. Sơn không nhịn được nữa mà quát bà ta. Bà kia, bà vừa nói cái gì? Bà Tuyến trợn mắt. Tao nói con chị mày lăng loàn, con mẹ mày bênh chị mày chắc là cũng như nó đấy. Sơn chỉ tay đuổi. Tất cả các người cút ra khỏi nhà tôi. Rồi hướng về phía bà Tuyến mà nói. Bà về nhìn lại mình, rồi xem dạy lại đứa con nghiện ngập chích hút lêu lổng của bà đi. Tôi cấm bà và anh ta động vào chị và cháu của tôi. Bà Liên mắng Sơn.
Thằng này láo, sao hôm ấy tao không tông chết mày luôn đi, chính nó cho tiền cứu mày mà giờ mày còn vu khống cho cháu tao. Quân xông vào đạp Sơn. Hắn giận vì thằng em vợ dám lôi chuyện của mình ra nói, nhưng lại lấy cớ thằng vô ơn, chúng mày sống nhờ đâu mà dám lớn tiếng như vậy. Sơn ngã xuống nhưng lập tức bật dậy. Cậu không nói gì thêm, cũng không để hắn nói hết câu, mà đưa thẳng nắm đấm vào mồm hắn. Quân bị đấm một cú đau điếng, lợi hắn bị rách khiến máu chảy ra cả môi, trông rất kinh dị. Bị kích động, Quân cũng xông vào đấm đá Sơn túi bụi. Thế nhưng Sơn né được gần hết và đấm lại hắn ta những cú rất đau vào mặt và bụng. Chỉ một hồi, Quân không chống cự được nữa mà ngã gục xuống. Lúc ấy Sơn mới dừng tay. Trong khi cuộc chiến diễn ra thì chị em bà Tuyến la hét rất thảm thiết: "Bớ làng nước ơi, cứu con tôi với, thằng này nó giết chết con tôi rồi. Con gái theo trai mà cả nhà nó còn bênh, rồi thằng em vợ đánh luôn cả anh rể. Ôi trời ơi!" Dân làng nghe thấy định đến xem, nhưng mà dân làng chưa kịp tới thì bà Phượng cũng đã chạy xuống bếp, lấy cái cuốc giơ lên trước mặt thông gia mà dọa đuổi: "Cút khỏi đây ngay, nếu không muốn bị toác đầu mẻ trán. Một lũ khốn nạn ăn vạ chơi chẽn, biến ngay." Quân bị đau mắt, mặt hắn bắt đầu sưng tấy, nhưng vẫn cố gắng ôm bụng lồm cồm bỏ dậy. Hai mụ đàn bà biết chẳng thể làm gì nên cũng kéo hắn ta ra xe rồi về mất. Họ vừa đi vừa chửi thề những câu rất thậm tệ. Thế nhưng về đến thành phố, ông Trường biết chuyện lại mắng thêm: "Mẹ con chị em các người ngu xuẩn thế, vác mặt đến đây gây sự xong lại để nó đánh cho, có phải là vừa nhục vừa thiệt thân không chứ? Cứ manh động vậy xong chẳng bàn gì với tôi gì cả, mà tôi đã nói chủ trương ban đầu là mềm mỏng cơ mà." Bà Tuyến vừa tức lại vừa xót con nên mới cãi: "Mềm mỏng thế nào được, rõ rành rành con kia nó theo trai. Thằng đó đi taxi đến đón con Danh ở ngõ đấy, có thằng bán phở trông thấy kể lại cho, sai thế nào được." Ông Trường bỗng vui mừng trong đầu, ông ta nảy ra kế hoạch để truy tìm dấu vết con dâu. Ông Trường lại lên tiếng chỉ đạo vợ con: "Thế này nhé, bà gọi điện lên hãng xe, nhờ nó tìm thằng tài xế đã chở bọn kia đi. Sau đó thằng Quân, mày liên lạc với thằng tài xế ấy, đến rồi trả thêm tiền cho thằng đó, bảo nó chở đến nơi sáng nay con kia đi là xong." Cơ mặt bà Tuyến mới giãn ra: "Ôi, thế mà tôi không nghĩ ra." Bà Liên cũng gật gù: "Vậy làm luôn đi, để em và thằng Quân đến đấy. Con này em phải cắt tóc cạo đầu nó mới được, thật là tức chết mà." Quân đẩy tay bà Tuyến, hắn nhếch môi, mắt tím bầm nói với mẹ: "Kìa mẹ, gọi lên hãng đi, mà con không đi được không, chứ mặt mũi thế này." Ông Trưởng hử một tiếng: "Chân mày có sao đâu." Bà Tuyến bấm điện gọi lên hãng taxi, nhân viên tổng đài bắt máy: "Alo, taxi 115247 xin nghe ạ." Bà Tuyến giọng nhẹ nhàng: "Cháu ơi, kiểm tra giúp cô thông tin về tài xế chở khách hàng vào tầm 5 giờ sáng nay, điểm đón là đường Phạm Hùng nhé." Nhân viên trực tổng đài lễ phép: "Vâng ạ, cô chờ cháu một chút." Hồi lâu cô nhân viên mới trả lời: "Dạ alo, cô còn nghe máy không ạ?" Bà Tuyến nhanh nhảu: "Bác nghe đây." Cô nhân viên nói tiếp: "Cháu đã kiểm tra trên hệ thống nhưng không có chuyến xe nào có địa điểm bắt đầu từ khu vực giống như địa chỉ mà cô vừa nói ạ. Có thể đây là điểm đến hoặc là ngắt quãng đón thêm khách thôi cô ạ." Bà Tuyến ỉu xỉu mặt: "Cảm ơn cô." Mọi sự tưởng thành được lại đi vào bế tắc. Bà Tuyến cãi nhau với chồng: "Đấy, ông xem, đâu có dễ tìm được tung tích như ông tưởng đâu. Nghĩa là nó không gọi taxi đến đây, mà là thằng đó gọi taxi qua đây đón thôi. Thế thì chịu rồi." Quân nhăn nhó vì môi sưng vèo lên một cục. Thế rồi hắn lại ra chủ ý: "Hay giờ mình làm tờ rơi dán ảnh con Lan lên, thế thì sẽ dễ tìm thôi. Cứ nói Hậu Tạ cho ai tìm ra được chỗ của nó, chắc chắn sẽ có kẻ tham tiền rồi mách lẻo cho mình." Bà Liên vỗ đùi đôm đốp: "Đúng là cháu của dì, thế là chuẩn đấy, nhưng chắc sẽ mất một thời gian." Ông Trưởng cũng nói thêm lời: "Nhưng mà để ngày kia mới thông báo tìm người mất tích, giờ thì kệ cha nó đi." Quân hậm hực đi lên phòng nằm. Bây giờ hắn mới thấy đau ê ẩm người, còn ba kẻ ác nhân dưới kia vẫn đang bàn tán rôm rả. Ở một khoảng trời nào đó, có một người phụ nữ rất trẻ tên là Chi, dáng nhỏ thanh mảnh, làn da như má đào em bé. Chi đã từng có một gia đình hạnh phúc bên người chồng mồ côi nghèo, nhưng anh rất yêu cô. Với anh ta thì Chi là tất cả, nhưng Chi thì không chịu nổi một cuộc sống nghèo khó. Cô nhanh chóng bỏ chồng lên thành phố kiếm tiền bằng cái nghề mặt hạ là gái bia ôm.
Hai năm trời chồng cô đi tìm kiếm, cũng vì mê làm giàu, chi lại trộm hết vốn liếng tiền vàng của chồng đi buôn. Ai ngờ cô bị người ta lừa. Tính khi thành công mới về tìm chồng, nhưng giờ lại bị mất hết nên chi không dám về nữa. Lúc ấy cô cũng phát hiện mình có thai. Sau đó chi xin vào viện bảo trợ để người ta cưu mang cho cô sinh con. Giờ con bé đã được 1 tuổi, chi mới quyết tâm lấy hết can đảm đi tìm chồng. Người ấy không ai khác mà chính là Phúc. Chi đã nhận ra lỗi lầm của mình, cô sẽ đi tìm anh. Nếu Phúc không tha thứ cho cô thì chi vẫn tin anh sẽ nhìn nhận đứa trẻ. Một người thiếu thốn tình thân như Phúc lẽ nào lại bỏ rơi con. Quan trọng là chi luôn hãnh diện vì nghĩ chồng mình vẫn luôn yêu mình. Điều ấy luôn thôi thúc cô đi tìm Phúc. Sáng sớm hôm ấy, chi bế bé Na đi ra khỏi nơi cô ở. Cô không đi bán vé số như mọi khi mà cầm theo chút tiền mình đã tích góp. Chi bắt xe lên chỗ chợ đầu mối để tìm Phúc, nhưng chẳng thấy bóng dáng của chồng đâu. May gặp người chủ buôn quen mà chi biết trước kia Phúc hay lấy hàng. Cô liền hỏi thăm: "Chị ơi, anh Phúc nhà em còn nhập hàng ở chỗ chị không ạ?" Bà chủ buôn ngờ ngợ nhìn chi một lúc rồi mới trả lời: "Cô là vợ chú ấy à? Cô chịu về rồi đấy hả? Chú ấy lên tận mối tổng lấy hàng rồi. Giờ chú Phúc mở sạp bán ở chợ, chứ có phải đi rong nữa đâu. Thế đứa bé này là sao? Tôi tưởng là cô chú đã ly hôn rồi chứ." Chị cúi đầu, lát sau mới trình bày: "Em ngu dại bỏ anh ấy đi, mong kiếm chân trời mới mẻ màu hồng. Nhưng làm gì có thứ ảo vọng đó. Lúc em mất tất cả, không dám về tìm chồng, thì mới phát hiện mình có bầu. Nhưng vì xấu hổ nên giờ suy nghĩ kỹ càng, và con đã lớn, vì thế em mới dám về tìm, xin anh ấy tha thứ ạ." Bà chủ buôn tặc lưỡi thương cảm: "Thôi thì đã vậy, quay đầu là bờ cô ạ. Cô về tìm chú Phúc là đúng. Con bé nó cần có bố, chú ấy hiền lành đức độ như vậy, chắc sẽ tha thứ cho cô thôi." Chị bật khóc nghẹn ngào: "Vâng, nhưng giờ em phải tìm được anh ấy đã." Bà chủ buôn thương tình: "Để tôi chỉ cho. Bây giờ cô đến địa chỉ này, tìm bà Lụa ở chợ mối tổng. Chắc bà ấy sẽ biết thông tin địa chỉ của chú ấy. Chờ tôi một lát tôi ghi cho." Rất nhanh chóng, bà ấy ghi vài chữ rồi nhét mảnh giấy vào tay Chi. Cô nhận lấy, đưa tay gạt nước mắt, miệng nói lia lịa: "Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ." Bà chủ buôn gật đầu. Chi vội vã đi với niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt đầy hy vọng. Ra đến cổng chợ, Chi gọi ngay chuyến xe ôm đến thẳng địa chỉ đó. Thật may cho cô, bác tài xế cũng thương cho hoàn cảnh của cô mà chị cặn kẽ từng ô sạp. Đến đó, trái ngược với những gì mong đợi, Chi tuyệt vọng đứng chết lặng hồi lâu khi thấy sạp hàng đóng cửa. Chủ bên cạnh mới hất hàm hỏi: "Đến đây tìm ai?" Lúc này Chi mới mở tờ giấy ra cho bà buôn bên cạnh xem: "Dạ, cháu đến tìm người, cho cháu hỏi địa chỉ này." Chi nói chưa hết câu, bà ta đã cắt ngang: "Tìm có việc gì?" Chi có vẻ e dè: Cháu có việc nhờ giúp bà." Bà ta thở dài: "Nhà có người chết nên đóng cửa 2 hôm rồi." Chi buồn bã ôm con ra về, nhưng cô không bỏ cuộc mà tìm tạm một nhà nghỉ tá túc. Cô sẽ chờ bằng được. Về phía Phúc và Lan, họ đang tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi. Phúc ôm con thủ thỉ: "Bố yêu con trai của bố nhất, hay ăn chóng lớn con nhé." Lan ngồi bên cạnh cảm thấy rất ấm lòng. Cô cảm nhận được sự chân tình của anh, điều mà Lan đã không cảm nhận được khi còn ở với Quân. Nhưng đời thì chả mấy được như mơ. Đêm nằm, Phúc bỗng nhiên nhớ về quá khứ. Anh lại sợ giống như lúc trước kia, đang có một mái ấm lại bỗng chốc tan tành. Người đàn ông thì ra cũng có lúc yếu đuối như vậy. Phải chăng ai rồi cũng có phút chạnh lòng mà cuộc đời lại lắm gian truân đến thế? 3 ngày sau, theo chỉ thị của ông Trường, Quân đến tiệm photo thuê người đánh máy, rồi in ra rất nhiều bản tờ rơi. Trên giấy có nội dung tìm người: "Vợ tôi là Hoàng Thị Lan, đặc điểm nhận dạng cao 1m55, dáng gầy. Khi đi mặc bộ đồ màu hồng cánh sen, lúc đi vào sáng ngày 5 tháng 6 năm 2017, lên xe taxi hãng 115247 tại ngõ 78 đường Phạm Hùng. Chiếc xe đi theo hướng Tây Nam, vợ tôi đi bế theo con nhỏ 3 tháng tuổi. Ai biết cô ấy ở đâu hoặc được địa chỉ hiện tại của cô ấy thì xin báo cho tôi. Xin cảm ơn và hậu tạ. Liên hệ Trần Văn Quân, số điện thoại 0987XXXX. Bên dưới là ảnh của Lan
đã được hắn cắt ra từ ảnh cưới để làm mẫu cho tiệm ghép vào. Hàng ngàn tờ rơi đã được photo. Quân cùng với bà Tuyến, bà Liên đem dán khắp phố phường gần đó, từ bờ tường cho đến cột điện. Xong đâu vào đấy, Quân về nhà nằm trên giường đợi. Hắn cũng muốn mau chóng kết thúc chuyện này, vì chuyện này mà hắn phải nghỉ ăn chơi vài ngày. Đó là sự buồn chán hơn bất cứ hình phạt nào. Có vẻ không an tâm, bà Tuyến lại gọi hỏi con trai, liệu có ai đọc được tờ rơi không nhỉ? Quân cáu kỉnh, chắc chắn là có, mẹ không phải lo. Bao nhiêu tờ rơi như vậy mà, bản tính người Việt thì thích hóng chuyện tò mò, rồi họ cũng sẽ đọc thôi. Bà Tuyến vẫn lăn tăn mà hỏi, nhưng chắc toàn bọn vớ vẩn vô công rồi nghề mới để ý thôi. Quân bực mình lo lắng to tiếng, mẹ quan tâm làm gì cái bọn rảnh việc ấy, chỉ cần một đứa nào đó thấy cô ta và báo lại là được. Việc của chúng ta là chờ đợi. Trong khi ấy, Phúc thấy đã sắp xếp cho mẹ con Lan ổn thỏa, anh cũng nghĩ phải quay trở lại với công việc rồi. Đó là cách để Phúc có cơ sở kinh tế mà lo cho mẹ con Lan. Chợ hôm nay thật đông, các tiểu thương gần sạp hỏi thăm Phúc, chú Phúc sao mà nghỉ mấy hôm nay thế, mấy khách hàng cứ tới hỏi mua không thấy lại phải sang hàng khác. Phúc cười hiền, em có chút công việc riêng ạ. Bà hàng rau đã lớn tuổi cũng biết sơ qua hoàn cảnh của Phúc nên thêm lời, mày thì bận việc gì hả? Cháu ngoại cháu ốm ạ. Mày có hay nghỉ buổi chợ nào đâu, hay là tìm được em nào rồi chứ gì, nghỉ nhiều là mất khách mất mối đấy. Phúc ngượng ngùng đáp, vâng cháu biết rồi ạ. Chị My lại đùa, chú cứ về kiếm được vợ đi, tôi ủng hộ cho nửa tạ thịt mà làm cỗ. Phúc lại đáp, chị nhớ đấy nhé. Này, cậu biết cô Lan hay mua thịt của tôi mà, chúng ta đã đưa đi viện giờ thế nào rồi không? Cũng mấy hôm nay tôi không thấy cô ấy, lại đâm ra lo sợ lũ nhà chồng khốn nạn đã làm gì cô ấy rồi. Cô ấy rõ là tội. Phúc buột miệng đáp, mẹ con cô ấy ổn, chị không phải lo gì đâu. Ngày chợ hôm ấy, Phúc bán khá được. Anh vui mừng mua thêm cả con cá chép về hấp để Lan tẩm bổ. Trên đường đi, Phúc vừa chậm chậm lái xe vừa huýt sáo, rồi bỗng nhiên lướt qua ngã tư nơi cột đèn, Phúc phát hiện ra gì đó trên tờ giấy dán ở đấy. Là hình ảnh đen trắng, Phúc giật mình, vội vã phanh xe, rồi đi lại đó đọc. Biết là Quân tìm Lan, Phúc khó chịu chửi thề. Mẹ kiếp, thằng chó đó vẫn không buông tha cho cô ấy ư, mà hại đời người ta chưa đủ hay sao? Ngày sau đó, anh phi vội xe về nhà. Nghe tiếng mở cửa trông thấy Phúc, Lan lại dịu dàng nói, anh về rồi à, anh nghỉ ngơi đi, em dỗ con ngủ thì sẽ nấu cơm ngay. Phúc đáp lại nhẹ nhàng, em cứ cho con ngủ đi, cơm thì để anh nấu, hấp cá cũng đơn giản thôi mà. Ăn cơm gần xong, nhớ ra chuyện cần nhắc Lan, nên Phúc lại trùng giọng xuống, tạm thời em đừng ra ngoài, nhỡ ai thấy nhé, anh sợ sẽ không ổn nếu ai đó nhận ra em, thằng Quân dán tờ rơi tìm em rồi. Lan lo lắng, cô hỏi dồn dập, anh ta truy tìm em kiểu như truy nã vậy sao? Em cũng chưa bao giờ ngờ tới rằng Quân sẽ làm như thế. Chẳng biết kiếp trước em đã làm gì sai nữa. Phúc nói vài lời để Lan trấn tĩnh. Hắn mới dán thôi mà, không phải kiểu truy nã đâu. Có cho vàng hắn cũng không dám làm thế. Đây là hắn viết giấy tìm vợ bỏ đi và hứa sẽ hậu tạ cho ai cho hắn biết thông tin về em. Thế nên em đừng ra khỏi nhà là được. Nếu hắn dám đến đây thì anh sẽ liều với hắn. Lan gật đầu, vâng em biết rồi. Về phía Chi, cô cũng gặp được bà Lụa. Sau nhiều lần canh ở chợ, Chi cũng thấy một người phụ nữ chắc ngoài 50 tuổi đang mở ký ốt hàng sau mấy ngày đóng cửa. Chị chạy lại hỏi bà ta, cô có phải là cô Lụa không ạ? Người phụ nữ ấy nhìn Chi một lượt khá lâu rồi lên tiếng, ừ tôi là Lụa đây, cô tìm tôi có việc gì không? Chi lại trình bày, cháu được biết anh Phúc là mối hàng của cô, cháu là vợ anh ấy. Vì một số lý do nên hiện tại bọn cháu mất liên lạc. Giờ muốn đưa con gái về gặp bố mà không biết anh Phúc đang ở đâu. Xin cô nếu cô biết địa chỉ của anh ấy thì nói cho cháu biết với hạ. Bà Lụa hỏi vặn lại, cô nói Phúc nào, người ở đâu mà vợ không biết địa chỉ của chồng? Đúng là có vấn đề đấy nhỉ. Chị lại sụt sịt khóc, vâng là tại cháu bỏ đi ạ. Chồng cháu là Phúc, quê ở Đông Quân, Thái Bình. Bà Lụa hừ một tiếng rồi đáp lại, cậu ấy bán ở chợ Bưởi gần trung tâm thành phố ấy, đến chợ mà tìm. Chi như bắt được vàng, dạ con cảm ơn cô ạ. Bà Lụa mặt mày u ám đáp lại hờ hững, không có gì. Chi vui mừng,
Cô về nơi đang tá túc tạ mà ôm con thủ thỉ. Con gái à, chúng ta sắp được gặp bố rồi. Tối đó Chi không ngủ được, cứ hồi hộp mong trời sáng thật mau để đi tìm Phúc. Cả đêm Phúc cũng không ngủ được, anh chằn trọc suy nghĩ. Nằm bên, thằng bé Bon cũng không yên mà vặn mình mãi. Lo cho con thay tã rồi cho con bú. Thấy Lan tội quá, Phúc lại bảo: em nghỉ ngơi đi, để anh bế con cho. Lan từ chối sự giúp đỡ: anh ngủ đi, mai còn phải đi làm, em trông con được, anh đừng lo cho em quá. Phúc im lặng hồi lâu để ngẫm nghĩ thêm. Rồi Phúc cũng đưa ra ý kiến của Lan: hay để yên tâm hơn thì mai mình chuyển trọ luôn nhé. Đằng nào anh cũng muốn tìm một căn phòng rộng rãi hơn để em và con đỡ khổ. Phòng này chật chội quá, sau này con còn lớn nữa mà. Lan hoàn toàn nghe theo sắp xếp của Phúc nên liền đồng ý: dạ, anh nói thế nào thì em nghe thế ạ. Màn đêm trôi qua, sáng sớm tinh mơ, Lan đã dậy soạn đồ. Phúc lại dặn: em chờ anh đi xem mấy địa điểm, được thì anh chốt luôn, rồi về đón hai mẹ con em. Lan đáp lại ngoan ngoãn: vâng. Vậy là Phúc dắt xe ra ngoài rồi nổ máy đi nhanh, dần khuất bóng khỏi xóm trọ. Mà khổ nỗi sau đó Phúc đi khắp trốn mà chưa tìm được phòng ưng ý. Chỗ thì cao quá, chỗ thì không được tiện nghi, cực quá. Phúc phải chấp nhận chỗ thuê phòng khá đắt. Đã thế, ông chủ lại bắt phải ký hợp đồng 3 tháng, rồi đóng tiền cọc thì mới cho thuê. Phúc đành phải đồng ý. Được, chú làm hợp đồng đi ạ. Nửa tiếng sau, khi đã hoàn tất giấy tờ và trả tiền để nhận phòng, Phúc lại về phòng cũ đón mẹ con Lan. Lần này tài xế là một gã tầm ngoài 40 tuổi, đặc biệt là đôi mắt của hắn bị lé, khiến cho ai nhìn vào cũng có cảm giác rợn người. Vì thấy hắn không được đàng hoàng cho lắm, trên xe lại chỉ có Lan và bé Bon, thế nên Phúc đi xe máy phía sau chở bớt đồ. Gã tài xế nhìn qua gương nhỏ trên đầu xe mới để ý đến Lan. Gã thấy cô gái này rất quen, hình như là đã thấy ở tờ rơi mà gã mới đọc. Nhưng để không lộ, hắn lên tiếng bắt chuyện: vợ chồng cô chuyển chỗ ở đấy à? Nhiều đồ thế nhỉ? À may mà cậu nhà có xe ba gác đấy. Nhưng mà nối vào xe máy như thế, nhỡ gặp cảnh sát thì chắc là hơi phiền đấy. Lan vuốt nhẹ mái tóc nhẹ nhàng đáp lại: anh ấy có xe buôn bán lâu năm rồi ạ. Chắc là cũng biết tránh đường nào để đỡ gặp công an. Gã tài xế lại dò hỏi: bé nhà cô mấy tháng rồi? Lan không nghi ngờ đáp lại: cảm ơn chú hỏi thăm, thằng cu nhà cháu được hơn 3 tháng rồi đấy ạ. Đã chắc chắn mục tiêu, gã khen lấy lệ, trộm vía kháu khỉnh quá. Đến nơi, gã tài xế còn giả vờ tốt bụng giúp Phúc chuyển đồ và sắp xếp đồ đạc vào nơi ở mới. Vốn hắn cũng chẳng tốt lành gì cả, hắn chỉ muốn biết chỗ ở cụ thể của mẹ con Lan. Cũng trong khoảng thời điểm ấy, Chi bế con gái tìm đến chợ Bưởi. Thế nhưng rất lâu mà chưa thấy bóng dáng của Phúc. Chi ôm con bật khóc: con gái ông trời đang trừng phạt mẹ hay sao? Chính vì thế nên bao lần tưởng đã tìm được bố con thì đều không thấy. Chẳng nhẽ mẹ và bố con đã hết duyên rồi ư? Không, không thể thế được. Dẫu rứt dây tơ hồng, mẹ cũng buộc lại cho bằng được. Mẹ sẽ làm tất cả vì con. Mấy người đi chợ ngó nghiêng nhìn khiến Chi ngại ngùng bế con đi mất. Nhưng cô không bỏ cuộc. Ngày mai Chi sẽ quay trở lại, nhất định phải tìm được Phúc và nói rõ với anh. Ngày thứ hai, Phúc vẫn còn chưa đi làm. Anh thăm dò xung quanh liệu có dán tờ rơi tìm mẹ con Lan không, rồi Phúc lấy làm yên tâm vì không thấy. Thế nhưng tiền lại đang không có vì chủ trọ bắt nộp nhiều quá. Nghĩ đi nghĩ lại, Phúc đành đến chợ tìm My. Vừa thấy Phúc tới, mấy tiểu thương xung quanh lại nháo nhào trách anh: sao dạo này hay nghỉ chợ thế? Không phân bùa giải thích với họ, anh gọi chị My hàng thịt ra một góc, nói nhỏ: chị có tiền không? Cho tôi vay 2 triệu. Chị My giật mình: cậu cần gì đến tiền vậy? Chưa bao giờ tôi thấy cậu than phiền cần tiền gấp gáp như vậy mà. Phúc bèn kể với chị My: đời này tôi mong xây dựng gia đình hạnh phúc với Lan và coi con trai cô ấy như con mình. Tôi cũng gọi là hoàn cảnh, lại gặp cô ấy đáng thương như vậy. Thôi thì nương tựa vào nhau mà sống. Giờ tôi cần tiền là vì lo chỗ ăn chỗ ở đã cạn vốn nên hơi bí. Nay tôi vừa phải chuyển trọ đấy. Chị My lúc đầu vui vẻ, sau lại có chút lo lắng. Thực ra tôi đã lờ mờ đoán được cậu có liên quan đến cái Lan ngay từ hôm qua rồi. Tôi cũng ủng hộ chuyện của cậu với Lan. Con bé là đứa ngoan ngoãn hiền lành,
phải cái là vô phúc với cái thằng khốn nạn kia. Nhưng mà thằng bé nó còn nhỏ quá, e rằng cậu sẽ vất vả đấy. Còn chuyện bên nhà chồng cái Lan đang tìm, cậu tính sao? Dù gì cũng mang danh vợ người ta, cậu cẩn thận. Nghe bảo gia đình đó cũng có chức có quyền gì đấy. Phúc tỏ ra khí thế, tôi cóc sợ. Lan và hắn chưa kết hôn, vì thế trên pháp luật Lan chưa là vợ ai cả. Chỉ có điều thằng bé còn nhỏ quá, giờ để cho bọn nhà đó tìm ra mà cướp mất thì sợ Lan không sống nổi thôi. Chị My thở dài, tội nghiệp con bé, không thể dài dòng. Phúc lại giục, chị cho tôi mượn tiền đi, mai tôi sẽ đi bán lại, giờ mọi chuyện cũng tạm ổn rồi. Chị My lấy ví rồi lôi hết cả tiền trong túi trên tạp dề ra mà vẫn không đủ. Tôi không có đủ, sẵn ở đây có 1,8 triệu, cậu cầm lấy, khi nào có thì trả cho tôi cũng được. Phúc nhận lấy, cảm ơn chị, tôi đi đây. Phúc lại phóng xe đi mất. Không ai ngờ được, sau tấm vách ki ốt che bằng tấm tôn kia, lại là Chi đang đứng sau đó. Cô nghe tiếng đã nhận ra chồng, vốn định chạy lại đưa con cho Phúc ôm để gia đình đoàn tụ. Chi cũng tưởng tượng Phúc giận cô thế nào, cô nên nói thế nào để thuyết phục anh. Nhưng Chi đã không làm thế, khi đã biết Phúc có người phụ nữ khác rồi, lại còn cứ mang đứa trẻ không phải là con mình, thì Chi lại tính kế khác. Cô nhanh chân đi đường khác ra cổng chợ, vẫy taxi và ngồi vào trong xe chờ sẵn. Vừa thấy bóng Phúc ngồi lên xe máy thì Chi cũng nói với tài xế, anh đi theo người đó cho em. Xe dừng lại ở đầu ngõ, Chi xuống xe, liếc mắt nhìn trộm thấy Phúc gõ cửa phòng, rồi một cô gái trẻ bế con nhỏ ra mở cửa. Nhìn hình ảnh Phúc đưa tay đón lấy đứa bé từ tay cô ấy, vui vẻ hạnh phúc, Chi rất chạnh lòng. Đáng nhẽ ra tất cả những điều đó phải thuộc về cô và con gái của cô, Chi lại lên kế hoạch giành lại chồng. Nhưng giờ sợ xuất hiện là không nên, Chi lại lên xe nói với bác Tài, đi thôi anh. Kẻ dứt khoát thường thành công hơn những người chần chừ, bởi vì họ biết nắm lấy cơ hội. Ai nặng lòng hơn thì kẻ đó đau nhiều hơn. Còn như Chi thì lại khác. Cô là một kẻ ở lưng chừng, cô đã nhẫn tâm bỏ chồng đi, sau lại quay về, nhẫn tâm phụ tình, nhưng chính mình lại không buông bỏ. Chi là người làm việc gì cũng chưa tới. Chi không hề tốt nhưng cũng chưa đến mức xấu. Cô rõ ràng đã bỏ rơi chồng, rồi lại quay về giành giật món đồ mình đã bỏ đi. Rốt cuộc thứ cô nhận lại là hạnh phúc may mắn hay là bất hạnh của kẻ nếm trải quả báo cho hành động của mình? Chi đau khổ dằn vặt. Cô thấy xấu hổ khi phải mặt dày cướp lại chồng, nhưng nếu không làm như thế thì cũng không thể cam tâm để con mình thiệt thòi. Đã mấy ngày trôi qua, Chi luôn giày vò bản thân như thế, nhưng rồi cô lại tặc lưỡi, kẻ không vì mình thì trời tru đất diệt. Nhìn vào gương, Chi tự nhủ, nếu không vì bản thân thì chẳng ai vì mình cả, thôi thì dù sao cũng là vì con gái của mình đi. Trong lúc ấy, gã tài xế taxi cũng đã quyết định liên hệ với Quân. Gã cần tiền và muốn ra giá trực tiếp với đối phương. Vậy là gã xé một tờ rơi về nhà và bấm số điện thoại đã ghi ở trên đó. Quân vừa bắt máy, hắn liền vào việc luôn. Cậu là Quân phải không? Tôi được biết cậu đang đi tìm vợ của mình, cô ta tên là Lan, bế theo đứa con khoảng 3 tháng tuổi phải không? Quân nghe có người nói đến thông tin của vợ thì mừng rỡ. Đúng rồi, ông là ai? Gã tài xế lại lên giọng chủ động, tối nay tầm 7 giờ cậu đến quán cà phê KNK trên ngã tư Cây Bàng ở đường Hoàng Diệu nhé. Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu về vợ con cậu. Quân liền đồng ý ngay. Ok, ông cứ đến đó chờ tôi. Thoáng chốc đã tới tối, Quân ăn mặc bảnh bao, xịt nước hoa thơm nức. Anh ta định tạt qua gặp kẻ hẹn mình rồi đi chơi luôn. Trước khi đi, hắn nói với mẹ, có người biết thông tin của con Lan rồi mẹ ạ. Mẹ kiếp, con mà bắt được con danh đó, con sẽ cho nó một trận trước đã. Bà Tuyến gật đầu, con trời đánh đấy, đúng là ám quẻ. Mày gọi thêm vài thằng nữa đến đó, đập nó rồi lôi thằng bé về đây. Càng nghĩ càng thấy tức. Quân lại nói tiếp, giờ con đi gặp người ta xem thế nào đã. Sau đó biết địa chỉ rồi mới đến nơi bắt thằng Bon về. Con cũng cay lắm, thằng em nó đánh con thế nào, con phải trả hết cho nó như thế. Ông trưởng đang đọc báo liền hừ một tiếng rồi vứt tờ báo Nhân Dân sang một bên, dạy thẳng con trai, mày ngu lắm, mẹ con mày chèn ép nó quá nên nó và gia đình nó mới chống đối. Mày đừng vũ phu, đừng để lộ sơ hở chuyện gia đình mình muốn nó đẻ con rồi đuổi nó đi. Giờ con phải dùng vũ lực mới trị được nó. Mày vừa phải thôi. Nên nhớ, mày với nó chưa đăng ký kết hôn đâu. Tìm cách cho nó câm miệng, chịu giao con lại thì tốt. Hay trước hết mày cứ bắt nó về đây đã. Đừng có làm quá lên, kẻo lại gây thêm phiền phức. Quân đáp lại, đằng nào thì chả thế. Giờ nó đã theo trai,
nhà mình với nhà nó cũng đã trở mặt với nhau rồi. Bắt nó về đây, rồi vu cho nó cái tội bắt thằng Bon đi trốn thì có thể cấm nó đến cửa nhà mình mà. Bà Tuyến đồng ý với ý kiến của con trai, nhưng thấy chồng nói cũng có lý. Phải đấy, giờ mảnh vải đã cắt vụn, làm sao lành lại được. Mà bố mày nói cũng đúng. Hay là thế này, mai mày gọi vài thằng nữa theo mày. Khi đến đó thì giữ con kia lại, bắt thằng bé về thôi. Rồi sau đó mày ném cho nó cục tiền cho yên chuyện, coi như là công thuê nó đẻ. Quân gật đầu, vâng, nhưng bây giờ con phải đi lấy địa chỉ của nó đã. Bà Tuyến lại dặn, đừng có ngu mà đưa tiền cho người ta luôn đấy. Mày đến tìm được con danh kia rồi, hãy trao tiền, kẻo mấy bọn vớ vẩn nó lừa mày lấy tiền đấy. Quân quay lưng đi, miệng đáp lại, con biết rồi. Đến điểm hẹn, Quân theo chỉ dẫn tìm đến gã tài xế. Thấy gã ăn mặc bẩn bẩn, trông tướng còn khá bụi bặm, tay hắn khuấy ly cà phê đen rất vụng về, đôi mắt lé không xác định được chính xác hắn nhìn vào đâu. Quân có ý khinh thường, nhưng vì mục đích riêng mà hỏi gã trước, chú là người hẹn tôi có phải không? Ờ, cậu ngồi xuống đi, tôi là Tú, người có thể dẫn cậu đến trước mặt vợ cậu ngay bây giờ, nếu cậu muốn. Quân tỏ thái độ khinh khỉnh, tôi không có nhiều thời gian, chú nói luôn đi. Gã ta hơi khó chịu nhưng vẫn nhún nhường, chúng ta phải trao đổi thỏa thuận trước đã chứ, cậu vội cái gì? Tôi muốn 1 triệu, bao gồm cả việc chở cậu đến và dẫn cậu tới trước mặt cô ta. Ok, nhưng ông chỉ nhận được tiền khi tôi đến đó và xác nhận địa chỉ ấy có vợ con của tôi. Gã Tú vui vẻ, được, chốt thế đi, sáng mai tôi sẽ đón cậu ở đầu ngõ. Quân gật đầu rồi rời đi. Thế nhưng hôm sau, trước khi gã Tú kịp đưa Quân đến, thì Chi đã có mặt ở đó trước. Cô canh ngoài đầu ngõ, nép mình vào một góc, chờ bóng Phúc đã ra khỏi dãy trọ với chiếc xe ba gác chở đầy hoa quả đi mất. Lúc này cô mới đi ra và tiến đến chiếc taxi, bế theo con gái của mình đến trước cửa phòng của Lan. Chi hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần rồi gõ cửa liên hồi. Ai vậy? Chi đáp lại, xin lỗi cô, tôi có việc muốn nhờ cô một chút có được không ạ? Thực sự là chuyện rất quan trọng. Lan hé mắt nhìn qua khe cửa, thấy chỉ là một người phụ nữ đang bế con nhỏ thì an tâm. Cô nghĩ chắc là đứa bé ốm hay gì đó cần thuốc nên đã mở cửa cho Chi vào. Lan hỏi thăm, chị cần tôi giúp gì sao? Anh Phúc chưa kể với cô rằng anh ấy đã có vợ à? Lan sững người, chị nói gì vậy? Chi gào khóc nức nở rồi kể lể, tôi là vợ anh Phúc. Trước vì một số chuyện tôi đành bỏ anh ấy đi, ai ngờ đúng lúc mang bầu, vì điều kiện hoàn cảnh không về được. Giờ con gái đã 1 tuổi, tôi mới dẫn nó về tìm bố. Nhưng khi đến chợ thì tôi biết anh Phúc đã thương cô và đang cưu mang mẹ con cô. Lan sợ hãi hoảng hốt, ý chị là sao? Tôi không hề biết những chuyện đó, anh ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe cả. Chị lại sụt sịt, tôi cũng đoán là cô chưa biết chuyện này. Tôi đến đây cũng không phải để đánh ghen, mà là muốn cầu xin cô trả lại bố cho con tôi. Bỏ anh ấy đi lúc ấy là lỗi của tôi. Anh Phúc cũng chưa biết là đã có con gái. Cô có con rồi, chắc cô cũng hiểu. Chính con gái tôi mới là máu mủ của anh Phúc. Xin cô hãy rời xa anh ấy có được không? Nếu cô không tin tôi là vợ của anh ấy, thì hãy chờ anh Phúc về rồi đối chứng. Để kết thúc cuộc gặp gỡ chẳng mấy hay ho này, Lan lên tiếng, chị về đi, tôi sẽ suy nghĩ. Nếu anh ấy còn tình cảm với chị thì tôi cũng không giữ làm gì. Tôi hiểu đứa trẻ không có tội, nhưng bản thân tôi giờ cũng không biết nên làm thế nào. Coi như kiếp này tôi nợ cô, kiếp sau tôi nguyện làm tôi tớ. Tôi tin người đàn ông có trách nhiệm như Phúc sẽ thương con mà chấp nhận cho tôi quay lại. Tôi biết cô khó khăn nên xin đưa cô chút tiền để cô về quê. Con gái Chi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên khóc thất thanh, chắc nó nghĩ mẹ nó bị bắt nạt. Lan cũng không cầm được lòng mà gật đầu, chị đứng lên mà về đi, tôi hứa với chị trong nay mai tôi sẽ tìm chỗ mà rời đi, còn tiền thì tôi không nhận đâu, chị cũng có con phải lo mà. Đã yên tâm, Chi lau nước mắt đứng lên, cảm ơn cô. Không còn ai tâm sự nữa, Lan gọi về cho em trai, Sơn bắt máy mừng rỡ hỏi, chị à, mấy nay chị khỏe không? Không thấy chị liên lạc, em với cả nhà lo lắng lắm. Nhưng mẹ bảo để chị ổn định rồi hẵng gọi, nhỡ như bọn kia biết chị ở đâu thì lại khổ. Mà chị còn một thân một mình ở đó, bạn chị đâu phải lúc nào cũng ở bên mà bảo vệ chị được. Lan cố bình tĩnh nói với em, ừ chị biết vậy, nên giờ chị muốn tìm một chỗ ở mới, không phiền người ta nữa. Ai lại để người ta cứ mang mình mãi chứ. Sơn lại đưa ra ý kiến,
Hay là chị về nhà đi, có em ở đây mà. Còn có bà con lối xóm nữa, dân làng cũng biết chuyện rồi. Nhiều người cũng hiểu chuyện, họ không dị nghị gì nhiều đâu. Đa phần nói thương chị. Chị về đây mẹ chăm cho, em sẽ bảo vệ chị khỏi bọn kia. Nếu chúng nó có đến, thì chỉ cần hú một cái là cả làng ta đập cho tả tơi ngay. Chị đừng sợ nhé. Lan cũng đồng ý. Ừ, thế để chị thu xếp rồi về nhé. Về phần Chi đã gần như đạt được mục đích, nhưng cô lại không vui khi đã biết qua hoàn cảnh của Lan. Trong lòng Chi vô cùng áy náy và cắn rứt. Ngay khi vừa sang đến đầu ngõ, thì Chi chạm mặt ba thằng đàn ông bạm trợn, hai thằng mặt đều đều xuống xe. Theo sau là một gã mắt lé bước xuống từ ghế lái, miệng chỉ trỏ. Kìa kìa, cô ta chắc chắn ở đó. Thấy Chi bế con, thằng đó không những không tránh đường mà còn hất mạnh vào tay cô. Chi ngước nhìn lại thì thấy bọn chúng đã xông vào phòng trọ của Lan. Sự tò mò cùng với linh cảm của đàn bà khiến Chi lo lắng cho Lan. Cô vội vã bế con gái ra taxi rồi nhờ tài xế: anh ở đây chờ tôi và báo luôn công an phường giúp tôi nhé. Có mấy người đàn ông đang gây sự với một người phụ nữ. Thế rồi Chi bỏ con lại trên xe cho tài xế và chạy lại phòng của Lan. Ngay lúc ấy Quân đang bóp cổ Lan rồi xách lên: con chó này, mày dám bỏ tao, bế con theo trai à, thằng kia đâu rồi? Lan chẳng chút sợ hãi: tôi với anh không phải là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận. Anh khốn nạn thì tôi chẳng ngu mà chịu đựng, tôi theo ai thì anh cũng không quản được. Cù Bon là con của tôi muốn đưa nó đi đâu thì đi, anh không có quyền. Quân trợn mắt miệng quát: mày đang láo với tao à, còn dám mở mồm đưa pháp luật ra nữa cơ à? Quân đẩy mạnh khiến Lan ngã ra đằng sau. Lan hướng mắt nhếch mép cười rồi mắng lại Quân: thằng khốn nạn, tao gặp mày là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tao. Quân lần này không thèm ngó ngàng đến Lan nữa, chắc hẳn cũng chẳng muốn động thủ. Hắn ra lệnh cho thằng kia: mày bế thằng bé đi cho tao. Thằng đó vụng về bế Cù Bon đang nằm trên giường trên tay. Thằng bé đang ngủ giật mình mà khóc như xé vải. Lan bị chạm đến cảnh giới cuối cùng nên đứng phắt dậy cương quyết đòi con lại: ai cho phép chúng mày động vào con tao? Nhưng cô chưa kịp chạm vào con để giành lại thì đã bị Quân túm tóc giật ngược lại không thương tiếc. Hắn ta sai thằng còn lại: mày không biết làm gì à, giữ con điên này lại cho tao. Đây là tiền tao bố thí cho mày, từ nay tao cấm mày được bén mảng đến nhà tao hay chạm một ngón tay vào con tao. Khôn ngoan biết điều thì cùng thằng kia cuốn xéo về hang ổ bẩn thỉu đi, đừng có xuất hiện ở cái đất này nữa. Lan hét lớn: trả con lại cho tao. Khi ấy gã đàn ông bế Cù Bon vừa qua cửa thì Chi nhanh như cắt đã giật lại thằng bé ôm chặt vào trong lòng. Suy nghĩ của Chi là ôm Cù Bon chạy nhanh đến chỗ taxi đậu, chỉ ít là cầm cự được đến lúc công an tới. Nhưng Chi không thể địch nổi sức đàn ông, khi bị hắn giữ lại cô đành ôm chặt Cù Bon không buông. Quân thoáng giật mình rồi nghĩ Chi là kẻ thừa hơi liền chửi thề: mẹ kiếp, lại thêm một con điên. Thằng bị cướp Cù Bon cũng đang nhanh chóng giành lại đứa bé, còn Chi thì nằm úp bụng xuống lấy thân mình che cho Cù Bon để chống đối. Quân tức giận xông tới giúp sức. Khi hai người đàn bà sắp không thể trụ nổi nữa thì ông trời thương xót công an phường có mặt và hô lớn: chúng tôi là công an đây, yêu cầu các anh chị dừng lại. Cả năm con người đã buông tay. Lan mình đầy thương tích và Chi thì tả tơi đến nỗi mặt môi cũng tái nhợt, sợ hãi không khóc nổi. Quân muốn đánh nhanh rút gọn chính là để tránh sự cố này. Hắn quay ra đưa ánh mắt hận thù nhìn về phía Chi: mẹ kiếp, con đàn bà nhiều chuyện này, đừng để lần sau tao gặp lại mày. Đồng chí công an giơ gậy chỉ vào Quân để cảnh cáo hắn: anh đang nói gì vậy, muốn nói gì thì hãy về đồn mà trình bày với tôi. Rồi một đồng chí khác, chắc là trưởng phòng công an, ra lệnh: mời tất cả các anh chị về trụ sở làm rõ sự việc gây rối trật tự. Về đến đồn, các đồng chí công an cho mỗi người một bản khai. Đương nhiên Lan khai đúng sự tình, Chi thì khai là vô tình thấy kẻ xấu gây sự với một người phụ nữ nên đã báo công an giúp đỡ. Riêng ba tên đàn ông hèn hạ thì khai chung chung là họ hàng đến bắt mẹ con Lan về vì Lan bỏ theo người khác. Đương nhiên việc này đã được ông Trường nhúng tay vào. Ông ta là con cáo già đủ lọc lõi, biết luật và lách luật, hoặc phần nào giảm bớt sự bất lợi. Sẽ chẳng có việc Quân thuê hai thằng giang hồ kia đến bắt con, mà chỉ là hai đứa em họ đi cùng anh mà thôi. Lan muốn tranh đấu, nhưng để bảo toàn cho hai mẹ con, cô đành câm nín bỏ qua. Riêng chuyện cô và Chi bị thương, khi công an hỏi tới, chị muốn làm đơn kiện anh ta
về tội hành hung gây thương tích cho chị không, hay là đồng ý hòa giải? Trước sức ép của bà Tuyến khi gọi điện cho cô cũng như lời hứa sẽ để mẹ con cô yên, Lan đáp lại: tôi không truy cứu ạ. Đến chị cũng bức xúc mà trách Lan, sao cô tha cho nó dễ dàng thế? Lan cười nhẹ: tôi tin vào nhân quả. Một điều may mắn là công an nói về pháp luật thì chị Lan mới là mẹ của con và được toàn quyền chăm sóc cho con, anh Quân không được phép cản trở hay giành giật. Sau đó lại nói: các chị có thể về rồi, còn các anh ở lại làm việc tiếp với chúng tôi. Một lúc sau thì Lan mới lên tiếng: cảm ơn chị, nếu không nhờ chị giúp thì con tôi lại bị tên vũ phu kia bắt đi rồi. Chị đáp lại: có gì đâu, tôi cũng thương cô phận đàn bà lỡ dở, chỉ có con mới là động lực cho mình. Nếu tôi phải xa con, tôi chắc cũng chết mất. Vậy nên khi thấy cô bị cướp thằng bé, tôi mới giúp cô thôi. Lan lại chủ động nói: chị về với anh Phúc đi. Còn cô thì sao? Lan chậm rãi trả lời: tất cả chúng ta đều không thể hạnh phúc nếu cứ lằng nhằng thế này. Chị và con bé với anh Phúc, ba người mới là một gia đình. Còn tôi sẽ về quê, ở đó có mẹ và các em tôi. Chúng tôi sẽ sống thật bình yên. Tôi sẽ lại hái lá chè làm trà khô bán. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tôi tin mình sẽ lo được cho con. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Chị đáp lại: cảm ơn cô, tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình và thật tâm chúc cho mẹ con cô luôn được bình an. Đến ngõ vào phòng trọ, chị lại nói: cô cần dọn đồ đạc gì không, để tôi giúp cho nhé. Lan khách sáo: vậy thì phiền chị rồi. Hai người phụ nữ ấy nhanh chóng dọn đồ vào để đến tối sẵn sàng cho Lan về quê. Đến lúc này, chị nhìn thấy sấp tiền mà lúc sáng Quân ném lại nơi góc phòng. Cô dúi vào túi Lan mà nói: cầm lấy đi, cô đừng có ngốc mà trả lại, coi như là trách nhiệm của hắn với thằng bé. Có vốn liếng rồi, cô kiếm nghề gì đó buôn bán sẽ đỡ cực hơn, mà lại có tiền nuôi con. Lan kéo khóa túi đáp lại: vâng, tôi nghe chị. Lên xe khách rồi, Lan mới nhắn tin cho Phúc: em đi đây, chị Chi đã về rồi, anh có con gái rồi đấy, hãy sống hạnh phúc bên vợ con anh nhé. Em phiền anh nhiều rồi nên không thể liên lụy anh thêm nữa. Đừng nhớ gì đến em và Coupon, chúng ta vốn dĩ là có duyên không phận, đừng nên cãi số mệnh. Anh phải hạnh phúc thì em mới an lòng. Phúc lập tức gọi lại nhưng Lan không nghe máy. Về đến nhà, Phúc sững người khi gặp lại vợ, người vợ đã bỏ đi. Chi ngước nhìn chồng thẹn thùng: em xin lỗi, trước kia là lỗi do em, giờ em bế con về đây cho bố con anh nhận nhau. Tôi sẽ có trách nhiệm với con, nhưng Lan mới là người mà bây giờ tôi thương. Cô đã làm gì với cô ấy rồi? Em không hề làm gì cô ấy cả, là em đi tìm anh khi gặp Lan. Đúng là em có kể hết mọi chuyện cho cô ấy, nhưng mà là Lan tự nguyện ra đi, vì đây mới là con gái cùng huyết thống với anh. Anh trách em thế nào cũng được, nhưng con là của anh. Khi em đi mới biết có thai, rồi tự mình chăm lo cho con đến bây giờ. Lẽ nào anh nuôi con kẻ khác nhưng bỏ rơi con của mình sao? Phúc gắt lên: tôi đã nói là sẽ có trách nhiệm với con rồi cơ mà. Biết rằng càng ép Phúc sẽ càng không hay, nên Chi lại nói: được, vậy bây giờ mẹ con em đi. Phúc nhìn con gái muốn ôm con vào lòng, nhưng con bé thấy bố lạ nên không theo. Phúc suy nghĩ giây lát rồi nói với Chi: cô và con cứ ở đây. Rồi anh lao đi ra tìm Lan. Sáng sớm hôm sau, Phúc về quê Lan, nhưng cô tránh mặt anh. Nghe bà Phượng khuyên bảo, anh đã dịu lòng hơn. Phúc về thành phố thuê phòng trọ gần đó, thỉnh thoảng qua thăm con gái, chỉ là anh vẫn hy vọng Lan sẽ suy nghĩ lại, nên khi có dịp vẫn về quê tìm Lan. Còn về Lan, cô về quê mở sạp bán trà nhỏ ở chợ. Con trai đã có bà ngoại trông, nên Lan cũng yên tâm lắm rồi. Mấy năm trôi qua, cậu và dì Út nhỏ giờ đã lớn biết phụ lo việc nhà. Cậu Sơn đã học được nghề sửa xe máy, mở một tiệm nhỏ ở cổng làng. Vì thế đôi ba lần nhà bà Tuyến đến gây sự, Sơn đều biết trước mà hô hoán dân làng đánh đuổi. Đến một hôm có người quen trên phố về, rẽ vào quán uống nước và kể với Sơn: chồng cũ của cô Lan nghiệp nặng lắm, chẳng hiểu chơi cỏ thuốc gì mà bị ảo giác lao từ tầng 3 xuống giờ liệt rồi. Mà bố mẹ nó dốc hết của cải mới giữ được mạng của con trai đấy. Lão bố nó thì nhận hối lộ nên bị cho về hưu non rồi. Sơn thở dài: đó là cái nghiệp của nhà anh ta, trên đời này có nhân có quả cả. Người này lại hỏi: thế cô Lan đã có ai chưa? Cả làng tiếc cho cô ấy lắm, đẹp người đẹp nết vậy mà lại cưới rồi. Ông trời ắt hẳn đã có an bài bác ạ.
Sơn nói trong lòng cũng hy vọng chị mình sẽ gặp được nhân duyên tốt hơn. Từ khi Lan về, ngay cả Phúc bao lần đi tìm tới mà Lan không chịu gặp. Mọi người còn nhớ có cậu Minh, con của ông Trung quấy làng nữa. Mình cũng thường xuyên tới thăm hỏi rồi tỏ tình, nhưng Lan không dám nhận lời, chỉ dám coi anh là tri kỷ. Vợ chồng ông Trung lúc đầu có vẻ buồn cho con trai, nhưng dù sao cũng ủng hộ anh. Chỉ là phía Lan còn mặc cảm quá. Dù Minh hứa yêu thương Cu Bon như con đẻ, cô vẫn chẳng gật đầu. Thế mà Minh có chùn bước đâu, cứ rảnh anh lại ra sạp phụ Lan. Cả chợ đều quen mặt anh, bởi sáng nào cũng thấy anh và Lan trong sạp hàng. Buổi sáng ấy, Minh ra phụ Lan xếp hàng thì thấy cô cười khúc khích, mình mới tò mò. Này vui thế nhỉ, được mở hàng đắt à? Bà chủ Lan lườm yêu, hơn cả bán đắt hàng ấy. Chị chỉ nói anh Phúc đã tha thứ cho chị ấy rồi, hôm nay họ sẽ dọn về sống chung. Mình lại hỏi, vậy còn em, bao giờ em về chung nhà với anh? Lan đỏ mặt cúi xuống không đáp. Một lần nữa Minh lại tỏ tình, hãy để anh chăm sóc cho mẹ con em nhé. Lần này Lan đã gật đầu. Sau bao lâu, cuối cùng hạnh phúc cũng đã đến với họ. Cuối năm ấy, làng Yên Bắc được dự một lễ cưới nho nhỏ ấm cúng của họ. Tuy không giàu sang, không có nhiều vàng nhiều lễ, nhưng khuôn mặt đôi vợ chồng trẻ vẫn rạng ngời hạnh phúc, thật là ấm lòng.